Chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ, bản thể tâm tánh bình đẳng như một không hai, không khác, nhưng khổ vui thọ dụng cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói, muốn chẳng tốn lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báo tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh, hàng ngày chuyên chú chùi mài đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình ắt có bóng, lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịnh quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức, ví như gương báo phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế, nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa, thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏ quang minh, nếu vẫn cực lực mài sạch thì một mai hết sạch trầm cẩu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được, nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giáp, bỏ vọng theo chăng cũng giống như thế, dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ, đến khi nào công hạnh viên mãn sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không thể đạt được, thần thông trí huệ công đức tướng hảo hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức chẳng khởi tu đức,
thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rộng toàn vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải, nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịnh diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới độ hóa chúng sanh ư? Nếu chẳng tự gắn công, cứ đề cao thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phạm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chẳng quý, lên núi báo trở về tay không, dùng tánh chân như màu nhiệm vô lượng công đức, trí huệ thần thông tướng hảo để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi nguyện vọng, há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích đọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót, phàm những ai đồng hàng với tôi xin hãy nỗ lực. Nam mô A Di Đà Phật. Đoạn văn sau này đọc qua một lần thấy hay. Ngài tu tịnh độ mà nói trọn vẹn được cái lý tánh bất khả tư nghì, nghe một lần qua thấy sướng rồi. Giờ ngồi đây mình cung kính Tam Bảo, cung kính chư tôn đức tăng ni, cung kính quý Phật tử, mà nhất là cung kính Ấn Tổ, nghe nó khác. Hay quá. Bây giờ thấy hay không? Đâu nói tịnh độ là kiểu mà pháp môn lè tè dành cho bà già con nít ngu phu ngu phụ kẻ không biết gì. Thường mấy người hay chê tịnh độ là pháp môn nương vào tha lực, mình phải tu tự lực. Mà không ngờ từ khi bắt đầu thọ thai đến lúc chết không có cái gì không nương vào tha lực. Tha là bên ngoài, đang đói ăn vô miếng no là tha lực cơm, đang lạnh bằng cái áo vô ấm là tha lực áo. Không có cái gì không nương vô bên ngoài, không có gì mà không nương vô tha lực. Thế mà riêng tha lực của Phật A Di Đà, của Quan Âm Bồ Tát lại chê chích, chỉ trích, không tin, không nương vào tha lực của Phật, của Bồ Tát, mất trí, điên cuồng, si dại đến thế. Dĩ nhiên mà có tánh đức, Ngài nói, nhưng mà do mình trái giác, hợp trần, vô lượng đời kiếp, cho nên mình phải sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn khôi phục cái tánh đức đó thì chỉ có tu đức. Mà tu đức mà lấy vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng A Di Đà Phật, niệm trong tâm, tha thiết lễ Phật, thì cái tánh đức này nó hồi phục nhanh lắm. Khi mà tánh đức con người này hồi phục lại rồi, con người này khác. Tuy rằng thân là thân người mà tâm họ là bắt đầu chuyển thánh, chuyển phàm bắt đầu lên thánh, nó không có mê muội nữa. Họ vẫn là con người đó, họ vẫn là hoàn cảnh đó, họ vẫn là cuộc sống đó, nhưng mà nó khác. Khác cái lúc mê muội thì có thì gì? Thì mừng. Có tiền thì mừng, có chồng thì mừng, không có thì buồn, chết cũng buồn. Mất cái là buồn, có rồi mừng. Nằm trong bát phong hỷ nộ ái ố ai lạc dục, mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Cái người niệm Phật giảm nhẹ cái này lắm, giảm lắm. Cái chuyện lớn như con voi nó thành như con chuột. Còn mình không có tu đức á, không có niệm Phật, như con chuột nó thành con voi. Tự mình hại mình mà thôi. Vạn vật bên ngoài, mọi người bên ngoài, mọi sự việc bên ngoài vốn dĩ nó là thanh tịnh, do con người mình xáo trộn nó mà thôi. Ông chồng có vợ bé kệ ổng chứ làm gì, tự nhiên nổi khùng lên rồi đi tạc ác xích, rồi đi gánh ghen vô duyên.
ổng là có ổng chứ có gì nó dính dáng gì của mình đâu. Ông không thương mình nữa thì thôi, Phật thương mình rồi, Phật A Di Đà thương mình là ok rồi chứ con. Ai nghĩ được chuyện này không? Ai nghĩ được chuyện này không? Tiền nó vô túi của mình có xài không có thôi, tiền nó không thương mình thì nó đi ok, Phật Di Đà thương mình là ok rồi. Cái người niệm Phật rồi tự nhiên người ta sống nó vui vẻ hoan hỷ lắm. Sao sao đó cũng là sao, sự tri cũng vậy, thế nào cũng xong. Chù không niệm Phật thì thôi, năm cái lợi sử, năm cái độn sử, sử là sai khiến thì thôi, nó sai khiến chóng mặt tắt, gọi là tối mặt tắt đèn, sa hầm sụp hố, gọi là khởi hoặc tạo nghiệp, tham sân si mạn nghi, đó là tư hoặc kinh lắm, gọi là lý về phiền não, độn sử chậm chạp mà nó khó trừ. Dứt được cái này nếu mà không có niệm Phật là phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, không đơn giản chút nào. Hàng ngày mình thấy bình thường không phải bình thường đâu nha, thân này nó đang ngấm ngầm, nó bệnh ở trong đó đó. Nhiều đời sát sanh, đời này ăn thịt mấy thúng rồi, ăn xương mấy thúng rồi, ăn con này con nọ rồi, cái nghiệp báo nó đang theo báo đó. Trời, không bước sao không biết, ngón tay út này nó ngộ, không có dập, không có kẹt, không có sưng, không có bị gì hết trơn, mà sao nó đau bên trong, nó không có sưng, mà nó đau ở bên trong, nó đau ở trong xương, cái ổ sao kỳ vậy ta. Cuối cùng sao, kêu là chắc hồi trước chưa đi tu bầm thịt, bây giờ mày phải trả quả báo thôi, đâu phải ráng chịu nghe chưa, nói nó. Bắt đầu gì, hoan hỷ vui vẻ với nó, rồi làm gì nữa, xin lỗi nó, xin lỗi cái nó đang báo oán mình nè. Thôi tôi xin lỗi ông nha, tôi xin lỗi các vị nha, cái tay tôi đau, tôi biết là tôi làm tổn thương các vị, bây giờ các vị làm tổn thương tôi, thực sự nói bằng tâm xin lỗi chân thành, niệm A Di Đà Phật hồi hướng, thì mình nghĩ chắc đau lâu lắm, chống xuống tập dưỡng sinh không được nữa, xuống nguồn tôi trẻ chống không được nữa, cạo đầu mà cạo bằng cái hai ngón này cạo cũng không được, nó đau lan qua mấy con ngón này luôn, bây giờ chặt là chặt năm ngón chứ đâu đâu chặt một ngón út đâu. Nghiệp báo vay trả. Cuối cùng gì, qua ngày hôm sau bắt đầu nó dịu hẳn luôn. Ngày hôm sau tiếp tục xin lỗi nữa, xin lỗi nó, rồi mang ơn nó, nhờ nó đâu mà tôi niệm Phật nhiều hơn một chút. Thì gì, từ từ cái bắt đầu 2-3 ngày sau cái nó hết. Bữa nay hôm trước nắm lại vậy là không được nữa đâu, cỡ khởi như vậy là đâu chịu không nổi rồi. Thì cái đạo lý này nó nằm ở chỗ nào, bất cứ trong cơ thể mình có một cơn đau gì đó, dầu cho sổ mũi cảm, bệnh nhẹ nhất, Ấn Tổ cũng nói là gì, nghiệp báo đó, báo oán đó. Mà nếu báo oán này đó mà dùng thuốc rồi dùng cái cách mà muốn xua đuổi cho nó nhanh á, thì nó phản tác dụng, nó càng dây dưa kéo lâu. Cũng giống như là một cái bao bố mà để trong đó rác đến toàn là ba cái thứ dơ, giấy đồ rác mình đổ vô đó, ba cái nước dơ đồ trong đổ trong đó, kiến rồi gián rồi ba cái con trùng đồ nó ở xung quanh cái bao đó. Có nhiều người người ta biết thì gì, người ta chút cái bao ra người ta phơi khô đi một cái là gì, hoặc ta làm sao cho nó sạch sẽ cái bao đó từ rác luôn, là không có những con trùng trong đó, phải không ạ, những con sâu con bọ con dồi. Còn người không biết thì sao, cứ lấy cái thuốc á, xịt nó xung quanh hết cái bao một cái là thấy nó hết liền đó, thì thấy nó hết liền đó, mấy con đó nó chết đó. Mà vài bữa trong cái bao nó sanh ra nữa, phải không, trong cái bao nó có sẵn dơ rồi mà, chất dơ trong đó bắt đầu nó sanh ra tiếp. Thì chữa bệnh bằng cách giống như mà xịt mấy cái con trùng kiến xung quanh cái bao đó, là chữa bệnh bằng cách là gì, cắt diệt uống thuốc xạ trị, thì giống như là xịt thuốc cho những cái con vi trùng đó chết. Tưởng chừng như nó là chết, tưởng chừng như nó là hết, nhưng mà cái gốc nghiệp còn trong đó. Bởi vì thuốc với lại dùng đông y tây y á, mà để trị liệu nó thì chỉ có gì, chữa cái ngọn, tưởng chừng như là hết, nhưng cái âm thầm nó ở trong đó nó ầm ĩ. Hết bệnh bú qua bệnh ung thư, hết bệnh ung thư nó qua bệnh gì, sơ gan, đủ thứ nó âm thầm trong đó, nó chi phối cái nghiệp, nó chi phối chúng sanh không biết hiểu nổi đâu. Cho nên Ấn Tổ nói trị cái gốc hay nhất là ăn chay niệm Phật, đó là trị gốc. Người trị ngọn vẫn ăn thịt, vẫn tạo ác nghiệp, đem đi mổ xẻ, giống như là diệt trùng kiến bằng cách xịt xung quanh cái bao, không hết đâu, không hết đâu. Dẫu cho hết đi nữa, thọ mạng mình gì, phải chịu quả báo để ngắn lần. Cho nên bệnh uống thuốc phụ,
niệm Phật, ăn chay, sám hối là chính. Bữa vừa rồi có cái cô đó có gọi điện trực tiếp, chúng tôi ghi trong cái điện thoại mà thầy Tệ ông cầm, thầy Tuệ ông cầm ông đưa, cô nhắn tin cô xin gặp, là cô ấn tống kinh, cô hay gửi ấn tống kinh lắm, không có nhiều, vài trăm ngàn, cái phiên 1 triệu 2 triệu không có nhiều. Cô nói cái thần chú Đại Bi từ khi thầy phổ biến nó hay quá đi thôi, hỏi hay làm sao, trong người con không biết làm sao mà nó lỡ lét rồi nó bị ngứa rồi dị ứng đầy người hết trơn luôn. Cái rồi con đi khám nó cho uống thuốc 3 ngày, uống thuốc nặng luôn á, cho cái uống thuốc này nhiều quá cũng không tốt, cho con uống thuốc thì cuối cùng con uống vô càng uống nó càng nổi đầy người nó hết trơn. Thôi nghe theo thầy Trì Đại Bi lấy nước thoa vô 3 ngày nó sạch sẽ, nó lặn xuống hết luôn. Cái nước Đại Bi hay thiệt, cô thành tâm của Trì, cô lấy nước cô uống cái cậu thoa, tự nhiên trong người bây giờ gì hết dị ứng. Cái kêu cảm ơn thầy, nhờ thầy phổ biến cái thần chú Đại Bi này hay quá. Hồi sáng mới ngồi nghe Ấn Tổ nói cái thần chú Đại Bi này chỉ có Phật cùng Phật mới biết được thôi, bất khả tư nghì. Khi Bồ Tát Quan Âm vừa tụng thần chú phát nguyện lên một cái là gì, xuất hiện ngàn tay ngàn mắt liền, kinh khủng không, để cứu độ chúng sanh. Nó màu nhiệm lắm, mà Trì ít nhất á thì cũng phải 21 biến, chứ mà Trì 7 biến thì nó cũng giống như là mình đầu tư vốn làm ăn mà đầu tư ít thì lời ít thôi, hiểu không? Thì bây giờ mình tụng chú nhiều á thì giống như là mình làm ăn đầu tư nhiều. Nói vậy cho dễ hiểu thôi, chứ mình tụng nhiều thì nghiệp chướng nó tiêu nhanh á, thì gì, cái chân tánh nó hiển lộ ra nhanh thôi. Hôm nay có cái cô này ở tuốt cái Đồng Tháp, cô kêu lên Sài Gòn con làm, con nghe pháp thầy với Hòa Thượng Tịnh Không mấy năm nay, để nói hai chị em con bay lên đây nghe thầy thuyết pháp, ngồi ở trong chánh điện để con nghe thầy giảng. Con sao nghe các vị thầy khác không nói về tịnh độ tự nhiên nó dội à? Ừ, không nên. Mình nếu thực sự mà tu tịnh độ thì nên nghe Hòa Thượng, nên nghe Văn Sao. Nếu mà không chê những đĩa của Giác Nhàn thì cứ nghe. Thì gì? Cái người tu tịnh độ khuyến khích mình tu tịnh độ. Nhiều lúc họ tu thiền, họ tu giáo, họ tu mật á, họ làm mất cái chí hướng vãng sanh, mình niệm Phật không được nữa. Họ lý luận rất là hay, cho nên không nên như vậy. Nếu mình tu thiền nguyên thủy hoặc là thiền tông đồ gì đó thì mình đi theo các vị thiền đó mình nghe được. Còn tu tịnh độ thì chuyên nghe theo các vị tịnh độ thì khuyến khích cho mình tốt. Cô kêu hàng ngày con trì được 7 biến Đại Bi, kêu như vậy là đầu tư vốn ít quá. Cô kêu vậy làm sao, kêu làm 21 biến hoặc 50 biến đầu tư nhiều chút. Hàng ngày sáng rảnh niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, ở trong tâm là 5 chữ Quán Thâm Bồ Tát. Thỉnh thoảng bên ngoài hít một hơi cho sâu vô Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Không có gì cũng niệm dự phòng, để lúc đụng chuyện mà nhớ mà niệm, Ngài gia trì cho. Rồi niệm Phật, hít một hơi sâu vô rồi niệm 3 câu Nam Mô Di Đà Phật. Thường trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy. Sau một thời gian trong lòng nó cứ vui quá chừng, nó an vui, nó tích trứa cái năng lượng an vui ở trong đó, là toàn thân tâm máu huyết đều là tốt hết, đều là mỹ lệ hết, chất độc tự nhiên nó trừ khử ra ngoài, đâu hồi nào không hay, chứng tâm muội hồi nào mà không biết. Rồi gì nữa, bệnh nó tiêu tan từ từ, khi đụng chuyện rồi nó có chứa sẵn cái bầu an lạc rồi, cái bầu giống như mình chứa những cái chất tinh trong đó rồi, tinh tuế trong đó rồi, tinh lọc trong đó, nước nó tinh lọc trong đó rồi đó, thì nước một cái bầu, một cái lu là tinh lọc rồi, nước trong rồi đó, thì nhỏ một giọt màu đen vô thì không đến nỗi làm cho nó đục, đúng không? Đúng không? Nếu hàng ngày cái tâm mình là nước nó quá trời đục, nó là sình rồi, phiền não quá chừng rồi, thì nước là đục thì nhỏ một màu đen vô thì nó đục còn dữ nữa, đúng không? Hàng ngày quá buồn phiền mà gặp chuyện buồn phiền nữa thì hỏi làm sao mà nó không buồn phiền được. Còn nếu mà hàng ngày an vui như vậy mà cái chuyện buồn phiền nó đến một cái là dập tắt, đánh cái văn liền. Câu Phật hiểu quá mạnh, chiếm ưu thế rồi, cái vốn quá lớn rồi. Chứ còn nếu cái vốn là một đống vàng, một đống tiền, nhà cửa xe cổ quá lớn, vợ nó ung thư một cái, trời ơi, nhìn cái mặt má nhìn không ra rồi. Trời, có nhiều người á, họ quá trời giàu có của cả vật chất, nhưng mà gì, vợ chồng hạnh phúc không hạnh phúc, và gì, cuối cùng vợ phải chết sớm á, không biết tích lũy. Ấn Tổ đó, hàng ngày họ không biết tích lũy thọ mạng, không biết tích lũy phước báu, không biết tích lũy công đức, toàn là xài, toàn là hưởng, toàn là muốn có đem về vơ quét để mình giữ đó, cuối cùng hết phước, bệnh ăn không được, một đống vàng đó mà ăn không vô, ăn đắng ngắt cái miệng à, do phiền não quá mà, nó có cái nhân do chứ đâu phải bỗng không. Mấy cô còn lên rồi nói,
hỏi thầy sao bữa nay con bệnh quá vậy thầy. Hỏi ở nhà có chuyện gì không? Kêu chồng mới chết. Đúng rồi, chồng mới chết, bệnh là phải rồi. Buồn quá, nhớ ổng chứ gì? Kêu dạ nhớ quá, nhớ không chịu nổi luôn. Bây giờ nhớ Phật đi, đổi cái ông chồng lại thành ông Phật tụi con nó hết bệnh. Kêu thiệt không? Kêu thiệt, tôi không có lừa bà đâu, bà làm đi. Về niệm vài bữa kêu nó đỡ lắm rồi thầy. Không, sự thật, cái này là sự thật, sự thật 100%. Đổi cái nhân vật mà nhớ chồng, nhớ tiền, nhớ con nó làm khổ á, đổi cái nhân vật mà thân này bệnh luôn á, thành A Di Đà Phật. Có thọ dụng, thọ dụng suốt đời không hết luôn. Tin không? Tin mới ngồi đây nghe chứ ha. Nhưng mà tin còn yếu lắm, tin còn yếu lắm, cho nên thành ra cái nhớ vớ vẩn cái chuyện chưa tới, nhớ vớ vẩn cái chuyện đã qua. Nhiều lúc chúng tôi cũng có, chúng tôi mới la rầy cái tâm mình. Ủa mày nhớ cái lợi ích gì không? Nhớ cái lợi ích gì không? Nói nó như vậy rồi gì? Quay lại niệm A Di Đà Phật, thấy nó an vui. Việc gì nó đến là sẽ đến, có phước thì có phần, chứ dành chi tranh chi suy nghĩ làm gì vậy? Từ khi lên chùa có hai sảo đất, bây giờ nó thành gần hai mẫu, đó Phật Di Đà cho, chứ mày suy nghĩ được không? Nói vậy, nói đi, tự nói với nó vậy. Mà phải gì? Phải nhận diện được, phải nhận diện được. Ngoài câu Phật hiệu là phải phòng ngừa nó tối đa, niệm câu Phật hiệu là yên tâm. Ấn Tổ khai thị, nếu tâm này duyên câu Phật hiệu thì tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Nếu tâm này duyên nơi chúng sanh thì tâm này là chúng sanh, tâm này làm chúng sanh. Hay lắm, câu này sâu xa lắm. Nhà thiền nghe một cái cũng điếc đầu. Thiệt đó chứ. Nhà thiền mà tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật thì được, là tánh đức thì được. Chứ mà làm Phật cái dụng như Phật. Hồi nãy thầy Nhật Minh đọc, chúng sanh trái giác hợp trần, tuy rằng có tánh đức nhưng mà diệu dụng cách xa với Phật một trời một vực. Phật thì dùng thần lực đi mười phương pháp giới, hiện thân gì là chủ động đi vào trong đó để gì? Thọ sanh. Còn mình là gì? Nghiệp lực phải đầu thai. Để gì? Để chịu quả báo. Khác một trời một vực. Tuy rằng tánh đức là Phật giống nhau, nhưng làm Phật thì chưa làm được, vẫn là phàm phu thôi. Còn chúng ta hôm nay có tánh đức, niệm Phật, làm Phật, được không? Được. Cái chuyện này được. Tử tâm tăng thiền sư dạy, Phật hiệu dễ niệm, cực lạc dễ sanh. Nếu đầy đủ tín nguyện chân thật niệm Phật không vãng sanh, lão tăng này chịu tội thế cho các ông. Tử tâm tăng thiền sư nói, Phật hiệu dễ niệm, tánh đức khó niệm. Tánh đức có sẵn mà giống như viên ngọc nó nằm trong chéo áo, không biết để trong chéo áo nào, tìm hoài lần mò không ra. Cái cục vàng chôn dưới đất bây giờ tìm hoài nó quên rồi, tìm không ra. Ai có vàng chôn đất không? Cái Phật tánh vô lượng đời kiếp bây giờ bị kiến tư hoặc, vô minh hoặc, trần sao hoặc, vô minh phiền não nó che lấp phủ kín rồi. Không thể nào một ngày một bữa mà niệm Phật là được liền. Bạn có khả năng uống một hớp nước mà hết biển cả đại dương không? Không có khả năng này. Vô lượng đời kiếp Phật tánh đã vùi lấp rồi, trở về Phật tánh trong đời này ngộ tánh, tánh Phật để mà thành Phật trong thân này chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi. Cổ Phật thể hiện như Quan Âm Bồ Tát, vào trong cổ này cũng không thể thành Phật ngay nơi thân này được đâu, vì một cổ chỉ có một vị Phật. Sáng nay ngài khai thị câu này kinh khủng. Ông ngài la cái ông đó, ông tu mật tông mà ông đi theo các vị mật tông nói tức thân thành Phật, thành Phật không thành Phật trong đời mời này mà ông thành ma. Ngài la, tôi không phải nói để mà oan cho ông hoặc nói cũng như là gạt ông đâu. Đời này thành Phật ngay nơi thân này chỉ có Phật Thích Ca thôi. Bồ Tát Quan Âm cổ Phật thì hiện cũng là Bồ Tát thôi. Phải là hết 10.000, 12.000 năm đó, thì Bồ Tát Di Lặc nhất sanh bổ xứ thành Phật thì được. Quy ước các ngài là vậy rồi. Còn ông tích thân thành Phật đời này sao được? Cái thân này mà giờ nó hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, làm gì có chuyện đó. Mà chỉ trong đời này chưa tắt thở, ông về tới cực lạc thì có cái chuyện này. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh thì ông 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hệt như Đức Phật A Di Đà, tuổi thọ bằng Đức Phật A Di Đà. Đó là do nguyện lực Đức Phật A Di Đà. Chứ tự thân ông, tự lực ông làm tức thân thành Phật trong đời này ông làm không nổi, tôi dám chắc ông luôn. Nói vậy xong gì? Gục mặt xuống mà lo niệm Phật.
vị nào đến gặp Ngài là thôi cũng liền là phải niệm Phật. Bây giờ Ngài đã thị tịch rồi nhưng mà Ngài đang ở trong bộ văn sao, đọc cái là gặp liền, hay lắm. Cho nên nãy Ngài Viên Anh nói bộ văn sao Tinh Hoa Lục này mà ra đời thì làm lợi lạc biết bao nhiêu chúng sanh. Giờ chúng ta là con cháu của Ngài là có cái trách nhiệm phải truyền bá cái bộ văn sao này cho tới nơi. Giờ vừa rồi đây quý thầy trong ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng xuống nhân nhàn cúng dường được 700 bộ văn sao cho các vị hòa thượng, cho các vị tăng ni để hội thảo. Trời, nó mừng. Tuy rằng cúng 100 triệu nhưng mà nhân nhàn kêu thôi Tam Bảo có với một cô Phật tử phát 50, phát tâm 50 triệu là thôi đem lên cúng dường hội thảo để cho các vị đó làm để chi phí, chứ nhân nhàn cũng không có kêu gọi trong này. Thực sự là không muốn quý vị về đây nghe pháp tu hành, không có, có khởi niệm một cái chuyện gì về tiền bạc hết trơn, không có khởi niệm một cái chuyện gì hết. Mà cúng 100 triệu không mừng bằng là gì? 700 bộ văn sao Ngài chịu nhận làm quà cho các vị chư tôn đức tăng ni, trong đó chỉ cần 7 vị thôi liễu ngộ được văn sao, tin văn sao và đi theo con đường văn sao thì thôi lợi ích. Bởi vì cái nghiệp chướng của mình nó đa dạng lắm, đọc trong văn sao nó đủ hết, giống như cái gương báu mà nó hiện đủ hình trong đó. Đi trên cái lộ trình mà tu tịnh độ thì gặp chướng duyên sao, rồi gặp an lạc vui vẻ, mình chấp vô đó thì cuối cùng Ngài sẽ kêu mình buông ra đi. Nếu mình đi trên một cái con đường đó mà mình gặp hoa thơm cả cỏ lạ, tức là nó có những cái kết quả mà khi mình công phu á, Ngài kêu cũng bỏ đi. Nếu mà quý vị đi trên một con đường mà mong cho đến đích từ đây về tới Sài Gòn, mong cho tới Sài Gòn là điểm chính, tu niệm Phật mục đích thiền tông là minh tâm kiến tánh, niệm Phật tịnh độ là chủ yếu là vãng sanh, cái tông chỉ đó là vãng sanh. Mà trên con đường mình đi dễ gặp những cái điều an vui trong cái khi mình công phu, cũng như từ đây về Sài Gòn thấy hoa thơm cỏ lạ, ghé chỗ này chỗ nọ đứng nhìn cho đã, cuối cùng không bao giờ đi đến Sài Gòn được. An vui ở trong đó, chấp chặt ở đó và cứ muốn ở trong ta bà này để hưởng an vui trong cái câu niệm Phật không khắc nghiệm vãng sanh thì cũng không đúng tu đúng tông chỉ của tịnh độ đâu. Như vậy thì phải làm sao? Trên lộ trình tu nó có hoa thơm cả lạ, có những cái điều vui, Ngài kêu gì? Biết như vậy nhận diện rồi cũng thên bỏ nó tiếp tục đi nữa. Nếu mà gặp hố mà té xuống bể đầu sưng ốc gãy răng gì cũng cười hề hề chống đi tiếp, không sao hết trơn. Cuối cùng cũng phải tới đích. Mục đích là mình phải tới đích. Mục đích là niệm Phật phải vãng sanh. Nó có cái nghiệp chướng gì, nó có thế nào đi nữa rồi nó cũng qua, nó không có thiệt. Nghiệp chướng nó không có thiệt, mình chấp nó mới là thiệt. Nếu mà không chấp nó, mình niệm Phật cái thời gian gì nó sẽ xa lánh mình nó đi. Nếu không niệm Phật cái bệnh nó có rồi, có nhiều người cái phước báu còn rồi nó cũng tan biến theo. Cái thiệt là nó không có tan biến. Vì có một cái duy nhất không tan biến, về cõi Phật cũng không tăng mà xuống cõi địa ngục cũng không giảm, đó là chân như Phật tánh, là tánh đức. Cái đó là bất biến, mà nó tùy duyên, nó tùy theo cái duyên nhân để mà nó gì, nó đi tìm cái thân trong 10 cảnh giới khác nhau. Đó, nãy giờ nói có nghe có hiểu gì không mà sao cứ ngồi nhìn biết không? Cái chỗ này mà quý vị mà nghe quý vị hiểu là thôi, coi như là cái mức độ hiểu Phật pháp và công phu cũng khá lắm á nghe. Chứ mà ngồi mà nghe mà không hiểu là ngủ liền, chán đi ra liền rồi đúng không? Trời, bữa nay sao con nhỏ hồi trước nó hát hay lắm, bữa nay mình đi coi ca nhạc mà nó hát tệ dữ ở trời. Cuối cùng nghe không hay gì bỏ đi ra. Đúng không? Cái gì không thích là không thể ngồi được. Hình như hồi nãy giờ cũng thích mới ngồi phải không? Có một cái cô ở bên Nhật, cô gửi thư về. Trời, cái hoàn cảnh của cô khổ. Đứa em nó ở bên Mỹ, nó qua bên đó giấy tờ trục trặc sao chưa về thăm cha mẹ được. Cuối cùng nó ở bên đó rồi nó theo bạn bè lêu lỏng, nó hút xì ke, rồi nó ngồi, bây giờ không có tiền hút thì nó muốn đi tìm, mà làm thì không muốn làm nữa. Nó bắt cha mẹ cứ gửi tiền qua, chị cũng gửi tiền qua bên Nhật á, bà gửi tiền qua mà bà khổ với nó quá chừng. Cô nói con ngủ không được, con buồn phiền, con khổ đứa em con khổ, cha mẹ con cũng khổ vì nó luôn, bây giờ thầy làm sao cho con hết khổ. Giác Nhàn mới bây giờ gửi thư thì nó cũng không biết cách làm sao gửi cho chú Nhật Minh, rồi bắt đầu Nhật Minh gửi qua thì Giác Nhàn
nói chủ nhật Minh thôi, nói với cổ á, là chủ nhật tuần này nè, Giác Nhàn sẽ trả lời cái câu hỏi cho cô. Cho nên thành ra cô canh bây giờ 10 giờ bên Nhật mới 12 giờ, nó hơi đi trước mình 2 tiếng. Ở trong này có người nào khổ không? Khổ chứ ha. Không khổ giống như cô này nhưng mà khổ chuyện khác cho coi à. Trời ơi, mấy hôm trước tôi làm ăn được quá, bữa nay tôi làm ăn sao mà nó ế khổ quá. Cái khổ đó là cái gốc kiến hoặc tư hoặc, nó chấp nơi đó đó là khổ đó. Thì bây giờ cô này muốn làm sao cho hết khổ? Cái gốc khổ nằm ở chỗ nào? Nè, lắng nghe nè. Cái gốc khổ là cái chỗ phân biệt rồi chấp trước. Cái này hơi khó à. Phân biệt nó là em mình. Phân biệt cái anh chàng cũng là thanh niên mới té xe đụng chết, không phải là em mình bình thường. Phải không? Biết phân biệt không? Chồng mình đang bệnh, rồi người khác cũng là đang bệnh như chứng bệnh của chồng mình, cũng ông đó cũng biết, nhưng mà gì, cũng phân biệt, cũng biết. Nhưng mà chồng mình thì chấp trước, em mình thì chấp trước, vợ mình thì chấp trước, nhà mình thì chấp trước. Người ta mất mấy tỷ không có buồn, cười vui, mà mình mất mấy trăm ngàn buồn chết người luôn. Đó là chấp trước. Cái chấp trước đó là gì? Là tham sân si mạn nghi, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là kiến hoặc và tư hoặc, nó có sẵn trong này. Khởi hoặc lên là phân biệt, rồi tạo nghiệp là chấp trước, mới khổ đâu. Bây giờ cô này biết đó là em mình, thương theo cái kiểu Phật Bồ Tát, thương nhưng mà không chấp trước. Muốn thương mà không chấp trước thì lo niệm Phật hồi hướng cho nó. Đưa tiền nó xài hết rồi, bây giờ niệm Phật hồi hướng cho nó. Không phải mình không có bổn phận, nhưng mà mình không có khả năng gì hết. Ở cõi này mình không có khả năng, qua Mỹ nó qua cũng không được. Bây giờ không biết cách sao để giúp em mình hết trơn thì gì? Niệm Phật. An vui mà niệm Phật, chứ không có buồn phiền niệm Phật. Người buồn niệm phiền niệm Phật là niệm Phật không có vô, không có kết quả để hồi hướng cho nó. Bây giờ niệm Phật trì chú tu hành, đem cái công đức đó hồi hướng cho nó. Nếu thọ mạng nó hết, nó tạo nghiệp xấu, nó phải lãnh thọ lãnh quả báo. Nhận diện cho kỹ như vậy, mình không có còn khả năng gì nữa hết. Tiền bạc mình cũng hết rồi, đi qua bên Mỹ mình cũng không được, chồng con mình ở đây sao mình đi được? Thì gì? Chỉ có niệm Phật hồi hướng. Làm được chuyện này không? Cho nên trong văn sao, buồn cái gì, Ấn Tổ con kêu niệm Quan Âm, niệm Phật gì chú Đại Bi đi hồi hướng. Có nhiều người tin họ làm có kết quả, có nhiều người không tin không có kết quả. Có cái bà đó có đứa con, nó bị cái ruột nó làm sao đó, máu nó ở trong đó, bác sĩ phải kêu mổ. Thay vì người ta buồn phiền phải không? Mổ không có tiền phải không? Hoặc có tiền cũng sợ con mình chết, buồn phiền phải không? Bà này phải thường đọc văn sao. Ấn Tổ nói cái cô này có duyên với Quan, đọc văn sao của Quan, tin lời của Quan, về niệm Phật. 3 ngày sau cái khối u đó bể ra, máu mủ đeo đi theo đường đại tiện ra. 5 ngày sau ông tử trọng này đã liền, đã lành. Ghê không? Câu Phật hiệu kinh khủng không? Bất khả tư nghị không? Mà chúng sanh không có nghe ai nói, không có ai nghe ai nhắc, cho nên không có tin. Đúng là phàm phu cái nghiệp nó che đi, cho nên thành ra cái công đức Phật hiệu nó thù thắng 10 phương chư Phật. Phải tướng lưỡi rộng dài, thuyết thành thật ngôn tán thán. Người nào mà niệm Phật là 25 vị Bồ Tát đi theo gia trì gia hộ cho người đó. Thế mà họ không tin. Đúng là cái nghiệp si mê của mình nó kinh khủng thiệt. Cho nên nhiều người thấy mình là bình thường phải không? Không phải bình thường. Tham sân si mạn nghi kiến hoặc tư hoặc nó ở trong này, nó làm tối ôm trong này, nó làm phiền não, nó làm nghiệp chướng, nó đang bị bệnh nặng lắm trong này, chứ không phải bình thường đâu. Cái người mà nhận diện ra thấy mình đang bị kiến hoặc tư hoặc, vô minh hoặc trần sở hoặc, đang bị bệnh trong tâm mình và nhiễm phiền não sanh tử, lo niệm Phật để thoát ly sanh tử thì tin tấn niệm Phật, chứ còn ai cũng thấy mình bình thường có gì đâu. Hằng ngày sáng mở mắt ra ăn cơm rồi cái đi làm tối về cái cầm điện thoại bấm nói chuyện, cái ngủ ngày qua ngày nó bình thường chứ gì đó. Bắt đầu đụng chuyện bệnh hoạn, đụng chuyện gia đình rối rắm là bắt đầu mới thấy khổ đau. Lúc khổ đau không có một cái pháp gì an tâm, giống như là ở giữa biển mà không có một cái phao, một cái miếng ván gì mà bám hết trơn. Phải chịu trận để nó dùi dập. Nếu mà có sức thì gì, cứ nằm trên biển bùng bền, sóng nó dập miết rồi chịu không nổi cũng phải chìm.
không có cái pháp an tâm câu Phật hiệu thần chú đại bi danh hiệu Quan Tham Bồ Tát để làm cái phao ôm vô thì hết phiền não về tiền, hết phiền não về chồng, hết phiền não về con, hết khổ đau về cái thân bệnh nó vùi dập riết rồi gì cũng khổ đau đọa lạc chết. Làm cỏ cây mục nát, thân thì cỏ cây mục nát, giống như cỏ cây mục nát, chết thì phi đi đọa lạc, oan uổng vô cùng. Không biết quý vị hôm nay nghe nó có cảm xúc không, chứ chúng tôi đọc văn sao rồi nhắc lại những cái lời của Ngài thấy nó quý giá vô cùng. Mình là một người phàm phu, là người Phật tử thôi, hằng ngày cứ ầm ĩ niệm Phật, giữ câu Phật hiệu như bổn mạng của mình á, như chồng con mắt của mình á, cái chuyện gì nó tới nó tới, vậy mà nó tới giải quyết được hết cho coi. Người niệm Phật cái trí tuệ người ta sắc bén lắm, tinh nhuệ của người ta hay lắm, linh tính của người ta siêu đẳng lắm. Người phàm làm sao mà bì kịp, người không niệm Phật làm sao mà bì kịp. Dễ quá mà, từng câu từng chữ quên cái quay lại, quên cái quay lại A Di Đà Phật. Niệm thời gian rồi gì? Ủa sao Phật gần mình dữ ta? Chắc ông chuẩn bị rước mình hả? Cái đó là cái nguyện bắt đầu từ câu Phật hiệu nó sanh ra, cái tính từ câu Phật hiệu sanh ra. Hằng ngày tha thiết đọc cái lời phát nguyện: đệ tử con pháp danh Thích Giác Nhàn, một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thề, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm như không được sanh ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thề cổ đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham liếng, ý không điên đảo, như vào thiền định Phật cùng thánh chúng. Tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con, trong khoảng sắc na con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng khắp bốn ơn ba cõi, nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nương văn mà phát nguyện, không phải đọc suông, không phải đọc cho Phật nghe, mà tâm không có một chút gì muốn vãng sanh. Nếu như vậy thì đọc văn suông không hữu ích, đọc đến đâu mà lông óc dựng, lông tóc dựng đến đó. Đọc đến đâu là thấy Phật A Di Đà đang nghe mình phát nguyện, Ngài thương mình quá chừng luôn. Trước sau gì Phật cũng đưa mình về thôi. Điều này tổ Phật không có lừa gạt, không lừa gạt chúng ta chút nào đâu. Dầu nó có thiệt thòi, nó mất mát, nó có bệnh hoạn, nó có gì đi nữa, chí hướng này không thay đổi thì làm sao không về được, đúng không? Dầu niệm Phật được nhất tâm bất loạn, sáng tối phải đọc lời văn này. Những vị tổ họ chứng đắc, họ nói ra cái lời văn phát nguyện này, họ đã thành tựu trong cái lời văn phát nguyện này, thì bây giờ mình đọc mà mình tha thiết, mình cũng sẽ thành tựu như vậy. Niệm bao nhiêu câu đó, tụng bao nhiêu biến đại bi đó, tùy theo sức. Tụng một biến kinh Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ, cái này là cái vốn của mình. Cái vốn này không thể thiếu được. Chúng sanh hàng ngày phải tìm tiền, tìm vàng, tìm đô la, tìm nhà cửa, tìm sự nghiệp làm vốn, lấy cái giả để làm vốn. Thọ mạng hết rồi một cái tìm mệt lắm, tìm nó mệt mỏi lắm, tổn thần, tổn phước, tổn hao khí ý lực trong người mình, cái rồi gì? Chết rồi gì? Không hưởng được, tiếc nuối. Tâm tiếc nuối phải đọa lạc. Trời ơi, có Phật tánh mà sao mà lại khổ dữ vậy ta? Có tánh đức mà sao không dùng được tánh đức mà lại đi dùng cái phiền não như vậy để mà phải khổ đau ta? Suy nghĩ lại kỹ coi. Chúc mừng cho quý vị, những ai mà hôm nay nghe điều này.
người họ, nhiều người họ phát nguyện họ đọc văn cho có đọc. Phải đọc cho gì? Phải đọc cho bằng toàn thân tâm của mình phủ phục xuống. Hôm bữa giờ chúng tôi nói nhiều trong văn sao, nhưng mà nói đến 10 công đức lễ Phật, cứ nói đến công đức đầu tiên rồi đến lễ Vía Quan Âm, rồi chúng tôi chỉ nói trong văn sao nhiều, cho nên ít nhắc đến cái công đức lễ Phật. Hôm nay nói tiếp cái công đức thứ hai là nói ra điều chi ai cũng tin dùng. Cái người mà lễ Phật, niệm Phật đó, họ có một cái công đức gọi là biện tài vô ngại. Lý do gì nó xuất hiện được cái biện tài vô ngại? Vì trong câu Phật hiệu nó có cái công đức sẵn trong đó là biện tài vô ngại. Và cái biện tài vô ngại đây là lợi mình, lợi người, lợi vật, lợi người, lợi vật. Họ có cái phước báu. Họ nói một cái là người đó nghe. Có những người họ nói điều ác nhưng mà cái phước họ còn, cho nên có những người họ nghe. Có cái người đó mà đôi khi mình giấu tên cho sợ đệ tử họ đến kiếm chuyện với mình, không phải là Phật giáo. Họ nói bả là vô thượng sư, cho nên tôi là vô thượng sư, cho nên thành ra cái nước tôi tắm á, uống tốt lắm. Trời ơi, bà tắm ra cho người ta uống, uống chắc ngọng hết quá. Bà nói bả là thượng đế gì đó, bà nói là bả Quan Âm thị hiện, bà nói đủ trò đủ chuyện hết trơn, người ta lấy tiền người ta đưa cho bà. Thì mình nghe qua, mình thấy cái người này mà nói về danh lợi là mình biết là phàm phu thứ thiệt rồi. Vậy mà có nhiều người người ta nghe, họ còn cái phước báu. Họ còn phước báu, họ nói sai, họ nói điều ác, họ làm tùm bậy vậy mà cũng nghe. Họ làm cái gì cũng được, họ còn cái phước báu. Mấy cái người ác mà có phước báu họ mới làm được nha. Trời ơi, cái năm chúng tôi đầu tiên, năm 90 thôi, bắt đầu bà xuất hiện rồi, lên tivi rồi, kinh khủng thiệt. Ngồi trên xung quanh đó là gì? Trái cây với hoa, xong bà cắm miếng, bà ăn, bà liền xuống, người ta dành nhau, người ta ăn của thừa bà. Bà tắm rồi người ta uống nữa thôi, chứ mấy ông này ông ngọng chết sớm à. Nguy hiểm vô cùng. Phật Bồ Tát đâu có nói kiểu đó đâu. Tổ là ngày khiêm tốn muốn chết luôn. Vô thượng sư chỉ có Phật thôi, chứ ai mà dám xưng vô thượng sư. Cho nên nói như vậy không phải nói xấu họ, mà vẫn nhàn nói hôm nay cả ngàn thứ đạo họ truyền đạo kinh khủng luôn. Họ phải nói là bằng mọi cách để mình đi theo họ, cũng vì danh lợi kinh lắm. Cho nên thành ra nếu mà không theo văn sao để mà tu thì coi chừng sa hầm sập hố. Không biết ai là Bồ Tát, không biết ai là phàm. Thôi theo Bồ Tát Đại Thế Chí là an tâm. Bởi vì nhiều vị giới thiệu, yên tâm. Ấn Tổ hay giới thiệu Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật A Di Đà, Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Phật A Di Đà. Thấy không? Hòa Thượng Tịnh Không mà đâu phải nói đơn giản đâu, mà Ngài nói ra là sai sự thật được đâu mà. Ngài nói Ấn Tổ là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Theo các vị Bồ Tát là quý vị yên tâm mà. Hôm nay là chúng tôi lên đây để phổ biến văn sao, chứ không phải chúng tôi nói để mà lấy lòng quý vị theo chúng tôi đâu. Nói ra điều chi ai cũng tin dùng. Cái câu Phật hiệu nó có cái công đức bất khả tư nghì. Khi mà niệm Phật rồi, cái tâm chân thật mà họ nói ra bằng cái lời chân thật, thì người đó không nghe, thì người đó quá si mê, nghiệp ác xấu người ta quá lớn rồi, thì chịu thua. Mà nếu mà cái người đó họ đồng cảm, họ có tâm chân thật, có một chút xíu thiện căn thôi nha, họ tin dùng liền, tin dùng cái lời người đó liền. Hay lắm. Cho nên ở nhà sở dĩ mình nói chồng con không nghe, mình nói con mình không nghe, nói người ta khác không nghe là do gì? Cái thiện khẩu mình không có. Cái tịnh khẩu của mình, cái phước của tịnh nghiệp của cái lời nói mình không có. Nói không có năng lực nữa, nó không có tác dụng nữa. Thì người đó nói nhiều quá, nói nhiều quá nó mất cái phước của nói. Vì nói nhiều mà nói không phải chánh pháp, không phải nói như Phật nói, không phải nói như Bồ Tát nói, không phải nói như thánh nhân nói, thì nói là phàm nói thì gì, làm người khác buồn phiền, cho nên nó mất cái phước của lời nói. Mà khi mất phước của lời nói rồi sao? Nói người ta không nghe, người ta ghét nữa. Mà cái người cứ im lặng hàng ngày họ lễ Phật, họ niệm Phật như vậy đó, lâu lâu họ nói một câu vậy mà chúng ạ. Hồi nãy giờ nói nghe thấy có lọt tai không, có lý không? Cái người niệm Phật nói ra điều chi ai cũng tin dùng. Biết bao nhiêu người, 990 lá thư Ấn Tổ nói, hầu như ai nghe lời của Ngài rồi, cái văn sao của Ngài, Ngài gửi đến, Ngài nói ông đừng có
Con nghĩ là những cái lời nói này bình thường nha. Tôi lấy trong kinh lời, trong Phật nói, trong tổ đã có sở chứng. Chứ tôi nói không có sai đâu, không phải tự bị đặt lên đâu. Tôi dùng những cái ngôn ngữ nó thời đại, nó gần gũi để cho ông hiểu thôi, chứ nó không có sai. Ông đừng có nghi ngờ trong này, ông làm theo đi. Ai làm cũng hữu ích. Hữu ích đó là gì? Thọ mạng hết là họ được vãng sanh. Họ quý cái lá thư này quá cho nên họ giữ lại. Nhất là bộ Tam Biên khi ngài tịch rồi, cuối cùng gì? Họ vợ gửi đến Linh Nham. Thầy Diệu Trân mới đi gom lại hết để mà làm thành bộ Tam Biên. Quý lắm. Hồi xưa người ta, lúc mà tổ còn á, người ta, ngài gửi cho tổ, tổ gửi cho người ta một lá thư là họ quý còn hơn vàng, hơn rương vàng. Bây giờ mình đây không phải là được một lá thư mà 990 lá thư, có mấy đọc cho mình nghe nữa. Trời thôi, thật là nghiệp chướng mình sâu dày. Nghe bao nhiêu lá thư như vậy rồi mà mình niệm Phật vẫn chưa chuyên nhất, vẫn chưa đắc lực, vẫn chưa thành phiến. Sự nhất tâm thì không dám nói rồi. Nói trong cái thời đại hôm nay mà tìm người sự nhất tâm để mà đoạn được kiến hoặc thì đã là khó. Họ lý nhất tâm đoạn được tư hoặc nữa thì cái chuyện này họ về thường tịch quan thật báo trang nghiêm thì khó tìm lắm. Chỉ có các Bồ Tát Tái Lai, Phật Gia Di Đà Tái Lai thì không, biểu pháp thì có. Không sợ sệt giữa đám đông người. Bữa có cô bên Mỹ, cô gửi về 1000 đô cô cúng. Cô gọi điện, cô năn nỉ, cô kêu sao mà con sợ quá chừng, đang ở trong nhà một mình như vậy đó, nghe cái rột cái tự nhiên thấy ma sau lưng rồi xách xe chạy, ngủ một mình phòng không dám ngủ riêng. Con có thêm cái tiệm nail rồi, trời ơi tối mặt tắt đèn, hồi trước làm mướn cho người ta, làm thuê, làm nail, làm nail mà làm công cho người ta thì không sao, nên ôm cả cái tiệm luôn. Trời, con làm con mệt, con ngủ không được, con về con mệt, con lăn qua lăn lại mệt muốn nín thở luôn, ra làm thì hăng say mà về một cái nó mệt muốn chết luôn. 2 tháng nay ngủ không được. Thầy ngủ được không thầy? Kêu thầy ngủ được chứ sao không được. Hỏi thầy nằm xuống bao lâu ngủ? Có khi 5 phút, kêu sao ngon vậy, sao nhanh vậy? Có khi 5 phút, có khi 10 phút, có khi lo công việc gì quá nó sáng đêm cũng không chừng, nhưng mà thỉnh thoảng chứ không có hoài như con. Nếu mà con cái kiểu này chắc vài bữa nữa chắc là con không biết mình là ai đi về biên nhà thương biên hoài hả con? Kêu chắc vậy quá thầy. Giờ thầy có cách gì cho con ngủ không thầy? Kêu bớt làm lại đi, ở nhà nghe pháp nghe đồ đi. Kêu con ở nhà mình con sợ lắm. Kêu, trời vậy thôi biết giờ làm sao giờ. Cuối cùng gì? Còn cố gắng nói chuyện một chập xong rồi cuối cùng gì? Niệm Quan Âm, trì đại bi, niệm Phật thường xuyên, bớt tham công tiếc việc lại đi, đừng có lo lắng gì nhiều. Lo thì có tiền thiệt, nhiều lúc thọ mạng hết rồi để tiền lại cho ông chồng đi theo vợ bé á. Nói một chập xong cái hồi sáng gửi email qua cái nói gì? Con ngủ được 2 ngày hôm nay ngủ ngon rồi, cảm ơn thầy, chắc ok á. Chắc thầy chờ tin vui con. Không biết vui hay buồn nữa đây. Lý do gì? Tham công tiếc việc. Làm xong rồi thấy ông chồng mình, ổng làm không bằng mình rồi bắt đầu bực bội với ổng nữa. Phiền não không là phiền não. Đổi được một chút đô la, một chút tiền mà sao mà nó khổ rứa. Khổ rứa, khổ quá. Làm chi làm răng mà khổ rứa à? Làm chi mà khổ dữ à? Nhiều người nghe chắc nhàn nói vậy họ không chịu đâu. Tôi phải đi làm, tôi kiếm tiền cho thầy nói vậy ở không. Không phải. Cái người niệm Phật họ cũng làm, mà họ làm hay lắm, họ làm vô tư lắm, họ làm khỏe lắm, họ làm thoải mái lắm. Họ làm được cũng tốt, mà không được họ cũng niệm Phật họ vui à. Làm vậy được không? Niệm Phật đi, làm vậy được á. Mà cũng niệm, mà niệm sơ sơ chưa làm vậy được không? Hôm bữa có sư cô đó ở dưới Sóc Trăng nhận được cái bộ tượng 2,5 m của thầy Nhuận Hy rồi trong ban tượng làm á. Không biết mấy thầy sao ngộ thì các ngăn, đâu có học nghề tượng đồ gì đâu, đi ra Hà Nội học lắp nháp gì đó có vài tuần, về lại bên đây đúc tượng rồi làm cái tượng 2,5 m Phật Di Đà, cái mẫu Đài Loan, mặt của ngài đầy đặn mà trang nghiêm quá cỡ luôn. Nhấn nhàng ra cũng quan hỷ, giác vàng ở trên đó mà vàng Đài Loan không có bán được, đừng có cạo nha, vàng đó Đài Loan hết trơn á. Trời ơi, đẹp trang nghiêm quá chừng luôn. Gửi xuống sư cô nói bữa nay thầy nhàn tặng một cái bộ tượng 2,5 m quá trang nghiêm luôn. Sư cô này tội nghiệp lắm, chuyên niệm Phật mà xuống cái chùa tôn cũng ột ẹp lắm.
Cái Phật tử tưởng là hôm nay thầy nhàn gửi tượng xuống rồi đi xuống an vị nữa, họ kéo lại ngàn người. thường thì có chủ nhật hoặc khi nào làm lễ gì là 500 là nhiều lắm rồi, hôm nay hơn 1000 luôn. Người ta tới nó hỏi, ổ thầy nhàn đâu, thầy nhàn đâu, kêu ổng gửi tượng xuống cho ổng có xuống đâu. Chồng vậy mà tượng không xuống nha. Xong rồi sư cô nghe vậy, sư cô nói, sư phụ ơi xuống đi sư phụ. Vấn nhàn nói, chắc là 5 con lừa xuống á. Bà hỏi, 5 con lừa là năm nào? Kêu 12 mới con giáp, không có 5 con lừa. Bắt chước Ấn Tổ. Ấn Tổ nói, ông mà tu thiền ông không niệm Phật á, tôi nói thiệt với ông 5 con lừa ông mới chứng đạo. Không phải dễ đâu. Mình bắt chước mà nói, 5 con lừa, bà tưởng mình xuống 5 con lừa thiệt nha. Bà tưởng có xuống á, cậu tưởng có xuống, kêu 5 con lừa không có cho, không có trong 12 con giáp, nghĩa là quân năm không xuống. Rồi cậu nói thôi xuống lần đi mà, kêu không được. Bữa nay bao nhiêu chùa mời, Thượng tọa Thanh Phong cũng kêu xuống Vĩnh Nghiêm, rồi Hòa thượng Quảng Hiển cũng xuống Đại Tùng Lâm, rồi các hòa thượng ngoài Quảng Ngãi, rồi hôm bữa giờ có một vị sư cô vô bao nhiêu năm đang nghe pháp muốn lập phòng hộ niệm. Nếu mà nhận của cô đi á, thì giờ Giác Nhàn ăn nói làm sao với Hòa thượng với Thượng tọa Thanh Phong, rồi chắc mấy vị kia nói, ổ sao Giác Nhàn tôi không mời không đi mà cuối cùng sao đi chỗ sư cô, chắc có gì với sư cô á. Nói câu đó là phải kêu ôi thôi nha, không được nha, thôi không xuống á, thôi khỏi đi, mất công người ta nói có gì lắm. Thôi. công nhận mình niệm Phật nhiều lúc nó có những cái chiêu hay thiệt á nha. Mà đúng thiệt, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, mấy sư cô mời mà tự nhiên đi xuống chùa sư cô, mà sư cô cũng tuổi ngang ngang với Giác Nhàn, chắc có cái gì á, chắc tình cỏm á. Còn nói vậy kìa, thôi khỏi xuống được. Cái này gọi là gì, nói sao ai cũng tin dùng. Người niệm Phật nói sao ai cũng tin dùng, nó có lý. Thế cái kêu thôi Giác Nhàn lập cái kế cho sư cô. Hỏi nói lập làm sao, ở trong nhà có cái phòng không? Kêu có. Hôm trước cái chú Tấn Kiền truyền internet cúng cái tivi 65 inch rồi đó, làm cái phòng cho mát mẻ, có ghế, có nước ngọt đồ này nọ đồ ha. Rồi có cái phòng máy lạnh đồ, xong rộng thiệt, khoảng 50 người. Đến ngày chủ nhật Giác Nhàn giảng kêu họ đến mở tivi truyền trực tiếp. Rồi 50 rồi 70, 100, 200, 300, từ từ cái chùa cũng đông. Hồi trước Giác Nhàn niệm Phật đâu có đông đâu, vừa niệm Phật vừa giảng rồi người ta đông. Cái nghe có lý, thôi làm mấy kiểu này đỡ phải mời tốn tiền xe đồ mệt. Kêu Giác Nhàn khỏe, cô cũng khỏe. Khỏi ai nói Giác Nhàn cái cô có chuyện gì hết, đúng không? Giác Nhàn ngồi đây mấy nó chuyện chứ đâu phải Giác Nhàn xuống đó đâu mà có chuyện. Cái này có lý, được, chắc bữa nay nghe dưới đó đó. Ấn Tổ là không đi là không đi, chỉ có in kinh xong ngày quay về liền. Có một lúc cái ông đó, ông tha thiết, ông mời ngài đến lập một cái phòng riêng biệt tam bảo cung kính thỉnh tổ về. Ngài Ấn Quang nói sao biết không? Tôi tu hành tôi ở chùa chứ làm sao tôi ở nhà ông được. Tôi ở nhà ông một thời gian rồi, cái tâm khinh nhờn của ông thấy tôi cũng như vợ ông, rót trà nói chuyện đồ chơi, ông cũng không cung kính tôi đâu. Cái tâm phàm ông nó còn trong đó. Tôi tới rồi là sợ ông mang tội ấy. Cho nên tôi ở chùa, tôi là tăng, tôi ở chùa làm sao tôi ở nhà ông được. Lỡ mà ông đi đâu rồi vợ ông ở nhà rồi ông nghĩ bậy tôi nữa làm sao. Không được đâu, không được. Công nhận ghê thì kỹ. Hòa thượng Tịnh Không nói giới luật tinh nghiêm kinh khủng lắm, tinh nghiêm lắm. Nhiều người đến thăm ngài, ngài nói thấy mặt không bằng nghe tên. Nghe tên là đọc văn sao đi, tôi gặp ông tôi cũng nói nhiêu đó à. Rồi xin ngài mấy tấm hình, ngài nói tôi cái chụp hình đâu mà có. Càng khó khăn cho người ta gặp, càng hàm dưỡng người ta càng quý. Cho nên sở dĩ con mình không quý mình, con không quý cha, con không quý mẹ, chồng không quý vợ, vợ không quý chồng, quý kính chồng là do cái khinh nhờn ở chung với nhau, khinh nhờn nhau. Tỏ nói cái câu này kinh khủng, khó giữ nghe. Vợ chồng phải ở phòng riêng cung kính như khách thì hạnh phúc sẽ bền bỉ đến đầu bạc răng long. Còn nếu không có cung kính như khách, hàng ngày cứ ăn nằm phạm phòng, gọi là ăn nằm với nhau, thì sao? Thời gian hết sự cung kính rồi hạnh phúc không có đâu. Tổ ngài nói không có sai đâu. Cho nên nãy cái cô khoảng 20 mấy tuổi, cô lên cô xin quy y,
Cô kêu con bán quần áo qua mạng, con nghe pháp lâu lắm, hôm nay con lên con xin thầy, con quy y. Chúng tôi nói đặt cho cô pháp danh là Liên Anh. Liên là hoa sen, Anh là tinh anh. Tinh anh giống như hoa sen, tinh khiết giống như hoa sen. Chưa có chồng thì bây giờ phải giữ thân phận của người phụ nữ cho thiệt là tinh tiết. Có một cô đệ tử của Ấn Tổ, ngài cũng đặt là, ngài đặt là pháp danh Liên Anh. Cô này nghe văn sao xong là chọn lòng trinh, không muốn lập gia đình, niệm Phật để vãng sanh. Người phụ nữ bây giờ bắt đầu 14, 15, 16 tuổi, chưa có gia đình rồi, đàn ông dụ dỗ, trong lòng mình sẵn có tham dục, đó là tư hoặc. Bên ngoài họ cám dỗ, không giữ được thì phạm giới tà dâm. Mất cái giới này thì làm người hơi khó đó bạn. Nếu không răn đe chuyện này thì nhà thương nạo thai, tiếp khách không ngớt. Phải ngăn từ cái nhâm này, không phải đơn giản đâu. Con cái mà không răn nhắc cái chuyện này thường xuyên ấy, khi nó phạm rồi mới nhắc là thôi. Có cái cô lên cô khóc quá chừng, con mới 11 tuổi, mới học lớp 11, 17 tuổi, giờ có gặp cái anh chàng phụ hồ đó, nó làm một bụng rồi, bây giờ làm sao? Tôi hỏi giờ cô thấy làm sao? Kêu đám cưới luôn chứ giờ làm sao giờ? Nghe thầy giảng đâu dám kêu nó phá thai, cho nó nghỉ học luôn. Nhà cứ đòi làm cái đám cưới mặn, con kêu không có được. Nếu đám cưới mặn là tôi bỏ nhà tôi đi á. Cuối cùng dùng dằn của trì đại bi của niệm Phật có hồi hướng sao, ông chồng qua nói bên mẹ chồng, bên mẹ ruột cỏ xong, cuối cùng gia đình đồng ý cho cấm cưới chay luôn. Cô mừng quá chừng. Cô nói nếu mà không lên nghe thầy thuyết pháp là cái đứa nhỏ đó là tiêu với con rồi đó. Ghê không? Sắc sanh không gớm tay, phá thai nhi. Trên một năm là tịnh thất là cúng hai lần. Cái ngày giỗ đó là ngày 18 tháng 7 âm lịch, là giỗ thân phụ của Giác Nhàn. Và cái ngày tất niên cuối năm ở đây đó là ngày 11 tháng 12 âm lịch, vô chủ nhật, lập cái đàn lớn để cúng. Người chết oan, các vị thai nhi rất tội nghiệp. Cho nên Ân Tổ nói người tu sĩ nếu mà không có tiết dục, không có niệm Phật để cái tâm gọi rằng là tư hoặc này, là tham dục nó sai sử rồi cũng không thoát khỏi nó đâu. Người tu sĩ, người xuất gia đó. Bởi vì nó mạnh quá, nó sai sử kinh khủng lắm. 10 độn sử, 10 tư hoặc kiến hoặc, 10 tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi, đến A-la-hán mới trừ được, mình mới tự tin mình được. Chứ còn cái chất hoặc này, còn cái phiền não này, nó còn cái nghiệp chướng này á, thì tự mình tin mình chưa được đâu. Tin vào nhân quả ác là phải đọa lạc, nhân quả thiện, nhân quả tịnh nghiệp là về cảnh giới thiện, cảnh giới cực lạc á, niệm Phật đi thì còn yên trong cõi này, chứ còn thả nó ra là coi chừng. Cái gì nó có sẵn trong này, nó cái bệnh này nó là thâm căn cố đế nhiều đời nhiều kiếp rồi mới gọi là chúng sanh mà. Ai không niệm Phật thì dễ gì hàng phục được nó. Hầu như là 10 chết 10, chết queo rau luôn. Niệm Phật thì còn cơ may kháng cự lại được. Còn trong đời này ai minh tâm kiến tánh, sống được với thể tánh, Không bị những kiến tư hoặc này nó làm chủ á, mấy ai? Không có mấy ai hết. Cô bé 22 tuổi này, Hương Linh, bị sida này. Chúng tôi về chúng tôi suy nghĩ, sao mà không biết mặt mũi Giác Nhàn, cũng ít nghe pháp, hầu như chắc không nghe, người ta giới thiệu thôi. Bị bệnh xong rồi từ ở bên Đắk Nông hay đâu Ban Mê Thuộc, không có tiền sống nữa, chạy về Bà Rịa Vũng Tàu gì cũng không có tiền để mà ở trả nhà trọ, xong lên trên này. Tự nhiên lên gặp cái cô đó, cô nói bữa chúng tôi lên trên này để đổ bê tông ban đêm ấy. Vì ban ngày lên gặp Phật tử đông quá, đôi khi họ thưa đủ chuyện hết trơn, mình đau đầu thôi trốn ban đêm lên, mà ban đêm lên cũng gặp. Ngộ vậy. Cái cuối cùng gặp kêu thầy cứu giùm mấy cô này, tội nghiệp quá, bây giờ nằm trên gác, bò xuống không nổi, đi vệ sinh cực khổ quá. Không có tiền bạc mà mấy thầy không dám nhận. Kêu thầy nhật niệm thôi, giờ qua hỏi cô Thoa đưa cổ xuống dưới đó, còn cái phòng nào đưa xuống dưới đó. Đưa xuống dưới đó ở phòng trọ, xong mà cái nhà trọ phải đến cái thứ hai vừa rồi đây nè. Nay chủ nhật nè, thì thứ hai vừa rồi mới đăng ký được. Mà cổ từng cơn lên nó đau đớn, nó quặn thắt.
mấy di trùng đó với hai nữa cái nghiệp chướng, sao nó quặn thắt cổ đau đau khổ quá. Thì hỏi là vì lý do sao sida, kêu ông chồng ông bị sida, chắc là ông cũng gì đi chơi bời đủ thứ cho nên thành ra ông bị sida rồi ông lây cho vợ luôn đó mà. Thì nói quý vị phải kiểm tra ông chồng kỹ kỹ một chút đó nha. Không mà, nghe ấm tổ ngủ khác phòng là yên tâm, khỏi kiểm tra, không làm gì không làm kệ ông đi, chứ kiểm tra canh cũng khó lắm. Không, bữa nói cô đó, cô nghe pháp xong rồi cô nói thôi bên đó anh với em ngủ khác phòng, nghe thầy Nhàn nói vậy đó, thôi anh với em ngủ khác phòng. Nó kêu bà tào lao ly thân hả? Không chịu, khó giữ lắm á nghe. Cuối cùng bé này đưa xuống dưới đó xong cái gì nó đau đớn quá, chừng đến cái ngày thứ năm vừa rồi đây, gọi điện thầy Thiện nói con đau quá con chịu không nổi, cho con vô phòng hộ niệm đi. Vẫn còn tỉnh táo gọi điện được, thầy Thiện với mọi người xuống đưa lên một cái niệm Phật, qua một đêm là cổ ra đi, là thứ sáu cổ ra đi, 12 giờ trưa ra đi. Thì lúc đó chú Hiền á, chú lên thì Vấn Nhàn cũng chưa chuẩn bị, cũng không có biết gì hết, đang tiếp quý hòa thượng tọa hòa thượng rồi xong xuôi chú Hiền cũng lên. Mà mỗi lần có ai mà ra đi mà Vấn Nhàn lên là chú Hiền cũng lên ông thỉnh nè. Chú Hiền cũng lên, ông Nhuận Hiền cũng lên, ông thỉnh xuống để khai thị. Vấn Nhàn nói nửa đùa nửa vui vậy, nó nói trời ơi cái chuyện hộ niệm khai thị tôi đâu có biết gì đâu, ông thôi ông xuống ông làm luôn giùm tôi đi. Xong buổi tối cái chúng tôi đi lên, lên vô khai thị, nhìn mặt quan hỷ, tuy rằng mở mắt nhưng mà quan hỷ. Chúng tôi nói chú Hiền thôi cho mẹ vô đi, biết đâu còn liếng mẹ một chút xíu nói chuyện để mẹ ở đây tu yên tâm mà ra đi, vuốt mắt. Thì chúng tôi đứng khai thị, chúng tôi nói chuyện, chúng tôi có cảm giác thấy ông bé này nó có một cái duyên. Cái duyên sao? Không biết gì chùa chiền hết trơn, không biết gì tỉnh thất Quan Âm, cuối cùng về đây cái vô tỉnh thất Quan Âm nằm để ra đi. Bây giờ thấy cái duyên lạ. Chắc nhiều đời nó cũng có duyên với pháp môn tịnh độ nó tin. Còn đôi khi nhiều thầy, nhiều Phật tử ở đây rồi, cuối cùng mất tính tâm hay là phan duyên hay là sao đó, cuối cùng đi mất tiêu luôn. Chết không biết chết ở mô á. Chết ở đâu á. Tội nghiệp kia. Cho nên cái vấn đề lúc lâm chung, Ấn Tổ nói là lâm chung tam đại yếu, ba chuyện lâm chung rất quan trọng. Thứ nhất là có người khai thị và có người trợ niệm, cái chuyện này quan trọng. Trừ trường hợp mình như Ấn Tổ, mình tự tại biết ngày giờ vãng sanh thì thôi, có hộ niệm cũng được, không có cũng được. Mà thường những vị này như Ấn Tổ là biểu pháp, kêu mọi người đến hộ niệm để ngài minh chứng cho pháp môn tịnh độ, ngài ra đi để một số người tin tưởng, đúng không ạ? Còn nếu mà chưa biết ngày giờ vãng sanh, cần phải có người trợ niệm. Đây là đại yếu thứ nhất trong tam đại yếu. Đại yếu thứ hai đó là Phật lực gia trì. Đây là có sẵn rồi. Tin tưởng có Phật lực gia trì, mình niệm Phật chắc chắn là Phật sẽ rước mình, không bỏ mình. Cái thứ ba là buông xuống vạn duyên chịu niệm Phật. Lúc đó phải có người khai thị cho họ. Mình bản thân này biết mình có Phật tánh, chịu buông xuống vạn duyên là đại yếu thứ nhất. Nếu lúc đó niệm Phật mà vướng con cái, vướng vợ chồng á, vướng nhà cửa, vướng tiền bạc, vướng cái xác thân này sợ chết luôn thì chưa chịu buông xuống đâu. Thế nào cũng làm người lại, cũng làm loài súc sanh thôi, đừng có hòng, phải buông xuống. Giữ không được đâu, thọ mạng hết làm sao mà giữ được. Nó đã hết rồi, cái duyên nó hết ở cõi trần này, làm sao mà giữ được nó. Buông xuống cái đó, không vướng mắc trần cảnh, tâm mình rỗng lặng, chịu niệm câu Phật hiệu và Phật A Di Đà sẽ xuống đón mình. Hai cái điều này, tự lực và tha lực, cộng thêm đại chúng lực nữa, chắc cú, đúng không? Cái này là bảo đảm giáng sanh. Mà hiện tại bình thời họ sống, họ không chịu buông. Họ mất tiền họ tiếc quá chừng, họ mất vợ mất con, cái gì họ cũng tiếc, cái gì họ cũng tham. Thì lúc đó mà kêu họ buông, năm con lừa mới buông được. Thế giảng sanh dễ thì cũng dễ lắm, mà khó cũng khó lắm đó bạn. Dễ đối với những người xem cái gì cũng bình thường, chịu buông. Khó với những người không chịu buông. Buông trong tâm mình, buông cái thân này luôn đó. Khó cái chỗ này nè, khó là khó cái chỗ này nè. Phật lực thì có sẵn rồi đó. Nếu mà hàng ngày không có hàm dưỡng, không có phát nguyện vãng sanh thì cũng không có tính tâm với Phật lực đâu. Và không có gieo duyên hộ niệm, và không có gieo duyên với pháp môn tịnh độ thì vô phòng hộ niệm nằm chán lắm. Có ông bà già 86 tuổi ở dưới Đức Trọng á,
cái máy mà dày dày màn hình MP4 làm 5, 6, 7 năm và ôm chặt khừ vàng, bà đi bố thí cúng dường tiền đưa hết nhà cửa giao hết cái máy ôm chặt khừ, bây giờ vẫn còn giữ luôn. Mẹ của cái cô cúng rau, bà cụ 80, bà cụ 86 tuổi đầu rồi ta, bà có ngồi dưới này nè. Bữa đó lên sao gặp chúng tôi, mỗi lần bà bò lên cái gác ở trên này nè, lúc trước bà chạy lên bà niệm Phật 21 ngày bà khỏe luôn, khỏe rồi, vô phòng họ niệm, niệm 21 ngày khỏe hết bệnh luôn. Về nhà lại suy nghĩ nói, lỡ mà mình chết ở dưới này á, mình bệnh nặng xuống này ai hộ niệm cho mình, thôi lên chuộng thầy nhàn ở cho chắc ăn. Mà bà lên rồi bà đi không nổi, bà đi bốn chân không à, bà bò lên bò xuống cái gác này. Trời thấy tội quá chừng luôn. Cô này có cúng rau bao nhiêu năm nay rồi đó, kêu cổ lên, xong rồi chỉ bà cụ qua nhà trọ đăng ký tạm trú đi, chừng hộ niệm vô đây. Bà mừng quá chừng luôn, bà cảm ơn thầy, bữa nay bà cụ có ngồi đây bà ở trên này luôn rồi. Cái người này khôn, họ biết lo thân phận của họ, ở nhà con cái khóc lóc không ai trợ niệm, không ai khai thị, lên trên này có mấy thầy lo, mấy thầy khai thị để mình về với Phật. Còn có nhiều bà cụ nói sao bà không lên chùa niệm Phật, cái không nhớ cháu lắm, chừng chừng già rồi mà hỏi, mới chừng già rồi mới lên hỏi bao nhiêu, rồi bữa nay bao nhiêu tuổi mà chưa già, cái mới có 80 mà già gì. Chú cha chắc 100 tuổi mới già với bà đó. Bà này bà khôn, bà lên bà niệm Phật ngon lành, hay thiệt ta. Cho nên bé này nó nghèo quá chừng, nghèo mà nghèo không có tiền để mà mua cái gì để mà sống luôn á. Chúng tôi dặn thầy Nhật Thiện thôi đừng có lấy tiền gì hết trơn, hòm mình có sẵn rồi, ai ở đây xin hòm không cho nhiều lắm. Thôi khỏi lấy đi, lên đây nằm khỏe hơn chứ mang về nhà để nó dướng chỗ phải không. Có cái ông đó, có cái ông đó mắc cười lắm, kêu tôi sợ chết quá cho nên thành ra tôi đóng cái hòm tôi để sẵn, hàng ngày tôi chui vô đó tôi nằm cho tôi đỡ sợ. Ông tính cái kiểu này ông ơi, nhưng mà hàng ngày ông chui vô đó ông nằm, ông nằm thì ông có cảm giác không sợ, chứ mà khi bệnh mà nó tấn công mà ông chuẩn bị chết thì cái lúc đó khác, chứ không phải là hàng ngày chui vô nằm mà không sợ đâu. Hàng ngày chui vô phòng hộ niệm nằm thì cái mặt máy, đúng không? Đây cuối cùng sao, con bé này nó nghèo quá cỡ nghèo rồi, kêu thôi đừng có nhận tiền. Làm sao mà nó ra đây đúng thứ sáu thứ bảy liệm, chiều chủ nhật hôm nay thuê 5-6 chiếc xe buýt, ai đi thuê cho họ tiễn đưa bé này nó lên đó. Sao mà nó canh qua ngày thứ năm để đi, chứ nó đi trước ngày thứ hai tuần này thì đâu có giấy báo tử, là kẹt rắc rối. Hình như nó cũng đợi cho xong cái tạm trú để báo tử rồi nó mới đi hay sao á, đỡ rắc rối ạ. Nhiều cái thấy nó ngộ nó hay. Thì cái cô đó mà hôm bữa cô xin chúng tôi là hôm trước đầu tiên mà gửi xuống phòng trọ cũng gặp cái cô đó, bạn của má cái bé này. Rồi hôm nay á, là nó mất rồi á, thì cũng gặp cái cô đó, cô nói tự nhiên Phật tử mấy người thân thân con đưa 14 triệu cho thầy lo, cứ thôi cất đi đưa cho má nó, bé đó đi nó bả nghèo quá thôi không có lấy tiền chi, cái không cái này là của mọi người chứ không phải của bả tiền đâu đưa, thôi thầy cất thầy lo đám đồ này nọ giùm, cứ thôi vậy thuê xe thuê cộ đưa cho họ, chưa đưa cho nó đi cho nó được một chút xíu. Chứ nhiều lúc mình thấy những cái người mà thường Phật tử hay phản ánh chùa cái chỗ này nè, chúng tôi cũng có nghe. Thường mấy người nước ngoài Việt Kiều giàu có khi về đây ông thầy nhàn ông tiếp dữ lắm, đừng nói vậy mang tội á, miệng có tội á, mỏ nói kiểu này nguy hiểm lắm á nghe. Nó nhiều lúc có tình cờ ở dưới đó đi lên đây gặp người nước ngoài, gặp mấy Phật tử mình tiếp. Như chiều hôm nay, như trưa hôm nay quý vị ăn cơm xong rồi quý vị vô bên trong mấy thầy sắp xếp chúng tôi vô cái phòng đệ tử quy đây nè, phía sau đây nè, tiếp quý vị cho nó đầy đủ, cho nó tươm tất, cho nó trang nghiêm. Quý vị lên cái cốc của chúng tôi, quý vị lắng, hôm bữa có bà già bà đứng cửa sổ tưởng bà rớt xuống té bể đầu rồi chứ. Tội ghê luôn, lắng gì mà lắng từ từ, ông thầy nhàn cũng ngồi đây chứ làm gì đâu mà dành dữ không biết nữa. Hôm nay chúng tôi nói khu chuyên tu rồi, cái mấy thầy khi giác nhàn giảng xong, quay phim xong về cho đó đóng cửa ngủ hết thả màn, mình giác nhàn trên này chịu trọng mệt muốn chết luôn, không có ai phụ hết trơn, thôi mấy ông ở trên này giúp giùm tôi đi, ăn chung ngủ chung với ai mà mấy ông làm gì kỳ á, không ngủ đúng giờ chứ không phải ngủ chung nữa, mấy thầy ngủ riêng rồi.
Thì mấy thầy ở khu chuyên tu chịu hôm nay ở đây sắp xếp Phật tử vô ngồi ngay ngắn. Cô nào mà ở xa về trước cho lên gặp trước ha. Là cô nào ở gần đây thì gặp sau, ăn cơm được hết đi. Bữa có cô đó cũng nói chứ, trời ơi, hôm bữa con lấn bị té, con chưa ăn cơm, con ngồi con đợi thầy vô trước, giống như bốc số á. Trời ơi, tội nghiệp, ăn cơm sau cũng được, gặp thầy trước chứ đợi lâu lắm. Trời, tội nghiệp. Cho nên thành ra là nếu ai mà ví dụ xin chuỗi hoặc xin cái gì mấy thầy sắp xếp được, mấy thầy đưa. Còn gặp chúng tôi á, thì quý vị gặp rồi để mà tùy theo cái vấn đề mà chúng tôi ngồi nói chuyện cho nó có thời gian một tí. Thực sự mà giảng 3 tiếng, đến giờ 3 tiếng rồi nè. 3 tiếng không mệt mà sao tiếp có 1 tiếng nó mệt quá. Bởi vì quý vị lao nhau không mà chúng tôi cũng mất mệt rồi. Đúng không ạ? Nói đến cái việc mà chiều nay đưa cái vị Hương Linh á, cái cô này đó. Cô Liên Phương Phạm Thị Lý á. Nếu quý vị sắp xếp được thời gian, một số các chú, các thầy hoặc một số Phật tử có xe buýt của đó, nếu mà ra không đủ thì thôi mình quay vô đây tu. Vì kêu được có 5-6 chiếc xe, 5-6 chiếc xe cũng được 200-300 người gì đó. Bởi vì 1 chiếc nó được 50-60 người gì đó. Rồi ai có Honda mình đi đường cao tốc luôn cũng được. Còn ai không có xe, không đủ xe thì thôi không có tranh lắng gì hết, mình vô đây mình niệm Phật hồi hướng cho cổ. Cho nên có nhiều người họ đến chùa họ nghèo. Sự thực là mình không nên mình phụ bạc tấm lòng của những người này. Không nên trọng giàu khinh nghèo, tâm này phàm dữ lắm, không nên như vậy. Không sự thực. Cái tỉnh thất của chúng tôi mà sở dĩ mà hôm nay chủ nhật chúng tôi lên thấy bước đầu 2/3 sâu ngồi kính ra ngoài đó, thì chúng tôi nghĩ là những người nghèo trong này họ đến họ không có mặc cảm. Nghèo vô trước ngồi trước, vô sâu ngồi sâu, ăn cơm giống nhau hết, hòa pháp giống nhau hết, niệm Phật giống nhau hết, không có gì khác hết. Cho nên mình phải có tâm bình đẳng thì mới về cõi cực lạc bình đẳng được. Không sự thực, chúng tôi nói đây để răn nhắc bản thân mình với quý thầy. Không nên thấy người giàu có, người sang trọng mình nườm nượp tiếp đón, người nghèo mình bỏ lơ. Thấy người giàu vô hộ niệm cúng 5-70 triệu, 1-200 triệu mình tiếp đón. Còn cái cô này cổ nghèo thôi cho 1 chiếc xe đi được rồi, không có nhắc nhở gì đến. Không nên. Mà phải nhìn vào cái thể hiện của sự vãng sanh, cái sự can đảm của họ muốn niệm Phật vãng sanh. Đáng tán thán người này. Cho nên chúng tôi thuê mấy chiếc xe, quý vị đi miễn phí, lên tới trên đó đưa cho cổ vô lò hỏa táng. Trước sau gì mình khi ngày mai, ngày mốt hoặc khi nào mình mất cũng có người đưa đi đông. Với điều kiện đi giống cô này ngày chủ nhật thì đông nha. lên trên này vãng sanh mà đủ duyên là bao nhiêu người Phật tử đưa đi ha. Thứ hai là cái việc mà mình bệnh hoạn giống cô này mất á, nó có nguyên do của nó. Hồi trước ở dưới Phan Thiết có một cái ông đó. Ông thấy con rắn 7 màu to bằng cái cầm tay, ông thích quá. Ông kêu con này chắc ăn ngon, nhiều màu chắc ăn ngon. Ông đập nó chết, ông ăn. Ông ăn rồi không biết con này nó xà tinh. Xà là rắn, nó thành tinh, cái phước báu nó làm sao không hiểu. Cái hồn của nó, cái nghiệp thức của nó thay đổi được tâm ông này luôn. Nó xui khiến được toàn bộ cuộc sống ông này và toàn thân của ông là gì, nó lỡ lét dãy, nhìn thấy giống như con rắn màu lột da, kinh khủng luôn. Ông ở trong nhà, ông không phải là con người bình thường mà ông như con rắn con bò vậy nè. Cái gia đình gọi lên nói chết rồi, thầy ơi bây giờ ông này ông ăn phải con rắn rồi, bây giờ sao đây, ông làm như con rắn, người ông nó lỡ lét, nó lột da giống như con rắn lột da. Kêu thôi giờ đưa ông lên phòng hộ niệm đi. Gia đình đưa ông lên phòng hộ niệm mà ông ở trên xe, ông trường như con rắn á, ông mở cửa ông tung, ông nhảy xuống, không dám chở đi, ông tung nửa trường rớt xuống, không ai giữ ông được hết trơn, ông như con rắn luôn. Bây giờ nó mạnh, cái sức mạnh không biết ở đâu á, cái nghiệp lực không biết, con rắn nó hỗ trợ ổng hay sao biết. Cuối cùng gì, ở nhà chết. Mà chết không biết làm sao, mà người ta chết phải 3-4 ngày mới thúi phong. Ổng vừa chết một cái nó thúi không thể tưởng tượng. Lý do gì? Những con gà
những con cá, những con heo, những con bò, những con rắn, có những con nó có phước kinh khủng lắm. Không biết sao mà cái đời trước nó bị trục trặc. Trục trặc nghĩa là cái nghiệp báo nó thể hiện lên một cái họ đọa làm súc sanh thôi, chứ đời trước có khi là ông vua có, cũng có. Cho nên khi mình ăn phạm phải những con đó đó, phước báo mình mà giảm, nghiệp chướng mình mà tới, hoặc là họ oán thù với mình nữa, họ tới họ xử lý mình nhanh lắm. Mình phải trả trước, chưa kịp thọ mạng hết là mình phải trả, đau đớn rồi. Cho nên nhầm những con cá, những cái con súc sanh mà mình thả nó, mà những cái con mà nó có phước báu nó cảm ơn mình nhiều lắm. Như cái cô Dung ở Sài Gòn, cô thấy cái ông đó câu với kênh Như Lộc, bữa nay người ta rửa sạch cái kênh rồi đó, nước trong nó thả cá với đó, xong cái là hai ông đó lại câu cá, bắt hai con cá, hai cá mè thiệt lớn, cá chép hồng nhá, bắt bỏ vô trong thùng là ông chuẩn bị về làm thịt rồi. Cuối cùng cổ lại, cổ mua, cổ năn nỉ, ông bán quá chừng mắt, cổ mua, cổ thả xuống. Trưa về nằm mới thiêu, mới vừa thiếp mắt, mới chìm vô giấc ngủ một chút xíu, thấy hai đàn ông tới, kêu tôi cảm ơn cô nha, cúi đầu cung kính lắm, hỏi ông làm gì, ông cảm ơn tôi. Tôi là hai con cá, hồi trưa cô mới thả đó, hồi sáng cô mới thả đó, bây giờ tôi được đi xuống dưới đó rồi á, tôi thoát kiếp cá, chắc là sau đó cái phước báu của ổng chuyển thân được làm người để lên hiện hiện cái tâm thức á, làm người á, là đời trước ổng còn làm người, sao bây giờ cái tâm thức ổng hiện làm người hay sao không biết. Cảm ơn cổ, trời ơi lông tóc cổ dựng đứng, cái thôi tôi cứu hai ông mà tôi đâu có bao nhiêu tiền đâu mà hai ông cảm ơn quá tôi quá vậy. Cái bắt đầu cô giật mình, cô thức dậy, cô kể với chúng tôi, cô kêu là cái chuyện loài súc sanh làm người, người làm cá, cá làm rồi là dê làm người, người làm dê, nó sanh tử luân hồi. Hiểu ra được điều này rồi không nên ăn, thực sự không nên ăn thịt. Phạm phải những con bò, những con trâu, những con heo nó có phước báu quá lớn. Rắn nhiều lúc nó thành tinh, tức là nó quá tinh xảo à. Ăn vô một miếng thịt thôi mà có vấn đề, có cái con trăng, không biết người ta đập đầu người ta giết nó làm sao mà cái miếng thịt mang về kho mà nó cứ rung vậy nè. Miếng thịt sắc ra rồi làm sao mà phải rung, nấu nó chín hay sao, nó cứ rung, bỏ vô miệng nó cũng rung cái miệng. Bên nay thầy làm sao mà giờ có cái cách gì mới vậy, về ăn gà nó rung cái miệng vậy. Rung như vậy là tốt á, nếu không rung là nguy hiểm lắm. Ở trong này ai có ăn mà không rung không? Cố gắng. Những cái đạo lý này nó đơn giản thôi. Đúng là cái nghiệp si mê của chúng sanh mình nó dày đặc. Thấy chúng sanh không phải là cha mẹ của quá khứ, trong kinh nói mà mình không tin, là vị Phật trong tương lai, trong kinh nói mà cũng không tin, vậy mà đè đầu nó ra ăn. Con người mình giả man vô cùng. Không phải hôm nay nói quý vị giả man, cũng thiệt sự giả man thiệt. Giả man quá, thiệt sự mà nói. Không phải nói oan uổng quý vị đâu. Ấn Tổ ngày răng đe còn ghê nữa chứ. Loài súc sanh nó đang sinh sống như vậy, cắt ngang cái thọ mạng của nó, dầu là không trực tiếp giết mua về ăn, cũng đem tiền đi thuê người ta giết. Đem tiền đi thuê người ta giết, cái tội quý vị quá đáng. Trước sau gì nó phải báo án quý vị thôi. Báo án rồi lúc đó mình mới khổ đau than trời trách đất. Bồ Tát thấy nhân ác là tránh liền, nhân thiện là làm ngay. Chúng sanh thấy nhân ác không tránh, chừng quả ác trổ lên rồi bắt đầu mới kêu gào, kêu trời không thấu, khổ đau cùng cực. Trời, có cái cô đó cô mua cái gì? Cá chép về, cô làm cái hồ, cô kêu người ta xây cái hồ. Cô mua nhỏ, lớn lớn, nhiều kiểu, cô đổ vô trong cái hồ đó. Chiều hoặc khi nào ra muốn ăn, bắt nó lên đặt đầu, có ăn nó tươi, khỏi đi chợ mua nó mắc. Người nó tính toán hay thiệt, tính ăn không cũng tính dữ vậy chứ. Không có tính làm phước, tính hưởng thụ không à. Trời, cô ăn chưa hết hồ cá, cái người cổ nó nổi dậy như con cá mà lọc dậy, đau đớn quằn quại. Chúng tôi xuống thấy kinh khủng luôn, đau đớn không thể tưởng tượng, niệm Phật không nổi nữa. Trời, trả cái quả báo kinh thiệt. Nếu mà không niệm Phật chuyên nhất thì vẫn thấy đau, trả thì phải trả thôi, bắt buộc là phải trả rồi đó. Trời, cổ đau đớn, nhờ ban hộ niệm, niệm Phật quá chừng luôn. Cuối cùng ban hộ niệm thấy sao cổ chưa đi á, ra về để ăn cơm, ban hộ niệm vừa kéo ra về, đi chưa được 5 phút mà chết mất. Thay vì ban hộ niệm ở lại 5 phút nữa thì được tốt với mấy phải không? Khiến mấy con súc sanh đó, nó khiến sao, nó ngăn cản được hay thiệt. Nếu mà phòng hộ niệm thì 24/24, ở trên tỉnh Thất Quan Âm 24/24, còn ở nhà thì ban hộ niệm, niệm có thời khóa rồi họ phải về ăn cơm chứ đâu có thể làm 24/24 được.
Cuối cùng sao? Vừa ra 5 phút bà chết. Kêu quay lại vô là nhìn con mặt kinh khủng luôn. Miệng nó chu như con cá rô khi đập nó. Miệng cá rô mà khi mà đập nó rồi nó o. Nó kiểu này mà còn ăn thịt cá, ăn thịt chúng sanh là gan cùng mình nó ngang các bạn. Sự thật, những cái điều này là nó ấn tượng lắm. Bây giờ ai bắt chúng tôi nói là bây giờ lỡ mà bị cái bệnh gì, bác sĩ nói ăn cá đi nó sẽ khỏe, chúng tôi nói no là no. Không là không. Đừng có lừa chúng tôi. Cái nghiệp phải trả thôi, chứ vừa bắt cá nó trả cho mình đâu có được. Trời ơi, có thằng nhỏ ở trong Lâm Hà, nó vừa khởi niệm muốn đi xuất gia, cái tự nhiên xe cán đứt ngang cái chân luôn. Mà nó ăn chay nửa tháng, là để nó tập ăn chay để nó đi xuất gia. Đem vô nhà thương, bác sĩ nói đứt cái giò như vậy là máu nó ra rồi, sức khỏe kém, phải ăn thịt vô, hầm xương vô, hầm cà rốt vô, phải có xương có thịt cho nó ăn, nó có lại chất bổ. Mà này rất hay, bác sĩ nói gì nó im im cười cười à. Bác sĩ đi rồi nó nói với má nó, không hầm xương nha, má hầm xương lên là má ăn đi nha, họ đổ đi nha. Chết thì thôi, cái nghiệp mình đứt chân là do mình tạo sát nghiệp, bây giờ mình còn tiếp tục sát nghiệp nữa thì hỏi làm sao nó đứt thêm chân nữa, má chịu không? Nói bà quản hồn, phải về nấu canh bình thường cho nó ăn. Bác sĩ nói có thịt không? Kêu dạ có, dạ có, dạ có. Thằng nhỏ này mới có 13 tuổi thôi. Còn mình già cái đầu nói không ăn thịt nó thèm, nó ốm, nó siêu dinh dưỡng. Tôi nói sợ chết mà cố luôn. Mình sợ mất cái thân mình như thế nào thì chúng sanh cũng sợ mất, gà vịt nó cũng sợ mất cái thân nó như thế đó. Nghe bác sĩ nói cái là quản hồn. Ấn Tổ có nói trong này, đừng có dại dột mà nghe bác sĩ nói là thiếu chất dinh dưỡng hoặc bệnh hoạn mà ăn thịt, nghe chưa? Nghe tu sĩ, nghe thầy giác nhàn không nghe đâu. Nghe bác sĩ là nghe liền thôi. Vì sợ mất thân mạng mà, đúng không? Sợ mất thân mạng là sợ ghê gớm nhất. Bác sĩ thầy thuốc cái chuyện quan trọng không nói. Bác sĩ thầy thuốc cái chuyện quan trọng là cử ăn nằm không nói. Cái bệnh này là thứ bệnh gì 40% là cũng từ từ nó sanh ra, chết trực tiếp 40%, cái này mà không nói. Bắt người ta ăn mặn để tạo nghiệp sát nữa. Cho nên sa hầm sập hố, lũ mù gì đó, kẻ mù là gặp lũ đuôi đi sa hầm sụp hố, nguy hiểm vô cùng. Người có căn lành lắm họ mới tin được cái điều này. Thiện căn họ sâu dày lắm, họ nghe qua một cái là họ ăn chay trường ngay. Cô đó có nói từ khi nghe thầy nói một cái là con sợ nhất cái câu là khi mà lúc chết là nó hành tơi tả te tua tằn tạ luôn á, con sợ cái câu đó quá. Ăn lắng nghe cái câu này, Ấn Tổ hay nói trong văn sao: nhà tích điều thiện, nhà làm việc thiện, nhà tích thiện thì điều vui có thừa, nhà tích ác tai ương có thừa. Tích ác là gì? Sát đạo dâm dối, ác lắm mà. Trên bếp còn rang chiên nấu thịt chúng sanh, gián tiếp ác đó. Khó thoát cái ác lắm. Trong này nó có sẵn cái tư hoặc kiến hoặc tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Cái ác này nó đã đầy ngập trong này rồi, mà gặp cái nhân ác có, mà cái duyên ác có sẵn đó nữa, mà bắt nó không làm là chuyện lạ. Chỉ có lấy cái quả giác Phật A Di Đà, câu Nam Mô A Di Đà Phật ngăn ngừa cái ác nó thì mặc may. Phải ngăn làm sao nó có lực kìa, niệm Phật làm sao có công phu kìa, thì mặc may. Cho nên nhà mình có điều ác quá cỡ rồi, vợ không học lời dạy thánh hiền thay chồng dạy con, mẹ không ở nhà chăm sóc con cũng đi kiếm tiền, hai người cùng đi kiếm tiền, con hư hết. Cái trọng trách của người phụ nữ không phải là cái chỗ mà đi kiếm tiền mà làm chính trị. Trọng trách của người phụ nữ là thay chồng dạy con, ở nhà nữ công gia chánh. Nếu làm được chuyện này thì gia đình mình có điều vui có thừa, điều vui trong nhà mình có thừa. Chúng ta nghĩ lại Tịnh Thất Quan Âm, hàng ngày làm điều thiện, bao nhiêu người vô ăn chay 500, 600, 700, 800, gặp xe Sài Gòn lên là đãi mì đãi đồ mấy thầy lo tận tình cho ăn đầy đủ, ăn miễn phí.
Bữa thượng tọa trưởng ban hoằng pháp trên tỉnh Lâm Đồng nói, mấy người nó vô ăn có tiền hay là miễn phí? Kêu miễn phí hết, Phật lo, niệm Phật Phật lo. Ông kêu vậy sao? Xuống coi cái bếp mình quan hỷ vô cùng, sạch sẽ bằng điện, nấu quan hỷ, không có bị lửa củi nó nóng nữa. Rồi hàng ngày ở đây toàn bộ đại chúng niệm Phật. Thì trong nhà tịnh thất, tịnh thất Quan Âm là cái nhà đúng không, là cái nhà đại chúng, cho người ăn chay, trên bếp không rang nấu thịt chúng sanh, không cãi cọ tranh giành chức vụ tiền bạc. Mấy thầy mấy chú có nhiêu xài nhiêu, không có thôi, tịnh thất lo hết trơn rồi. Không có buồn phiền giận hờn cha mẹ anh em bè bạn. Toàn bộ mọi người đến đây niệm Phật. Thì mấy thầy mấy chú mấy cụ ở đây là đang ở trong nhà thiện, phải không ạ? Ở trong nhà thiện thì đều vui có thừa thôi. Nhưng mà có nhiều người ở trong nhà thiện mà ra buôn đất cãi lộn thì gì? Do mình chứ không phải do nhà thiện đâu. Bữa nay ở đây sao mà tranh giành đất đai, trời ơi kêu bán tiền cao tiền thấp gì thôi, cãi lộn quá cỡ luôn. Kinh khủng thiệt. Ở trong nhà tích thiện mà cuối cùng tâm mình không có đồng cảm với thiện, cho nên cuối cùng đi làm việc ác, khổ đầu mất tiêu. Thiệt là oan uổng. Còn trong nhà ác đó là nhà tranh giành, nhà đó là không có hiếu thuận, cha không từ con không hiếu, cha không có lòng từ mẹ không có lòng từ con không có lòng hiếu, chồng không có hòa vợ không có thuận, anh không có nhường em không có kính. Nhà này là nhà không có điều vui đâu, điều ác có thừa đó. Để mình coi lại cái nhà mình bất an lộn xộn là coi chừng có điều ác trong đó, nó mới khiến nó chiêu cảm chứ đâu bỗng không đó. Cho nên mấy thầy mấy chú mấy cụ đang ở trong căn nhà này là hạnh phúc tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời. Một người trong nhà này thôi, lúc trước sát sanh nhiều quá, bây giờ gặp cái gì rắc rối đau bụng đau lưng trả quả báo á, thì cả mọi người cũng phải đi lo cho họ. Nhưng mà cái phước thiện quá lớn đi, cho nên người này thừa hưởng được cái phước thiện đó. Đó. Cho nên cái sát sanh là một cái nghiệp kinh khủng. Cái người sát sanh, người này chết bất đắc kỳ tử nhanh lắm. Mà cái người mà phóng sanh hàng ngày, thường xuyên phóng sanh thì có gì? Trời che chở. Rồi gì? Loài thú cảm ơn. Bữa vừa rồi buổi sáng 2 giờ thức dậy, ngồi niệm Phật chút xíu xong đi ra bên ngoài, đi một vòng, vừa bước tới đó thấy con mèo, cái mình nhìn con mèo đen nó chạy, không có nhìn xuống đất nữa. Thì cái đi một vòng, đánh vòng xong cái bắt đầu mình đi vòng lại một cái, cách khoảng 5 mét thấy con rắn hổ mang nó gần bằng cầm tay, nó dài 1 mét mấy, nó nằm một đống. Chù cho ổng nằm một đống. Thôi quay đầu vô đóng cửa thì ông nằm, tôi ớn ông quá ông ơi. Mà cái đi đầu tiên á, hầu như sát cách khoảng 2-30 phân thôi, mình nhìn mình thấy nằm ngay cái cửa, mà cái cửa đó là thờ Ấn Tổ với Mở Văn Sao á. Ông nằm ngay đó luôn, nằm trên cái thềm, mà ban đêm là rắn con bắt nó tỏ, nó đi săn mồi, nó đi ban đêm, nó gặp mình nó đớp liền, phải không? Mà chắc mấy con thú mình phóng sanh nó che chở mình sao, nó nói rắn rắn đừng có đớp ổng, để ổng phóng sanh nha rắn. Không có đớp. Trời ơi, lúc đó Nhật Đạo mở cửa ra kêu Giác, ông Giác ông ngủ dậy mới có 3 giờ thôi. Hôm qua ông nhìn ông thấy ông tỉnh ngủ luôn. Vì vậy con rắn hổ mang này mà khi nó cắn một cái là vỡ mạch máu nằm mà chết thôi, chứ không có làm gì được hết trơn. Kinh khủng lắm. Trên Văn Sao nhớ Ấn Tổ nói, con rắn uống nước thành nọc độc, con bò uống nước thành sữa. Cái người mà chân thật cung kính, thân tâm họ hoan hỷ, họ có phúc hậu, con người này hiền lành, họ niệm Phật giống như con bò uống có sữa. Tâm người này ganh tị độc ác, rồi á, hay làm hại người khác, tâm xấu xa đó, thì gì? Niệm Phật rồi làm cái gì nữa? Coi Phật Pháp, chưa chuyển được, thấy họ vẫn mang cái ác, nhưng mà họ niệm lâu ngày nó cũng chuyển được cái ác. Tâm mà tâm ác mà tu Phật Pháp, nhiều lúc mình không chuyển được cái tâm ác, mình không thấy nó là ác á, thì giống như rắn uống nước thành nọc độc. Nhìn nó kinh khủng, mà con rắn này có duyên không chứ? Gặp một lần ở ngoài cái góc tôi, chúng tôi với chú Quảng Tịnh gặp một lần ở ngoài cửa rồi. Mà bữa nay nó vô lại, nằm ngay chỗ cái cửa bên đó. Mà hên sao chứ mình chỉ bước một chút xíu nữa, còn 20 phân đạp lên cái đuôi, cái nó quay nó cắn cái giờ thôi, lo hộ niệm mà tiễn đưa với cô này rồi, chứ còn đâu nữa mà đi ngồi đây giảng. thì cái đạo lý này nó nằm chỗ nào? Cái người mà có cái phước báu á, thay vì rủi, thay vì gặp nạn, nặng thành nhẹ, hoặc nhẹ biến mất.
thì họ gặp may. Cái người tích đức tích phước, cái đó nó bảo bọc. Còn cái người không tích phước tích đức, gặp nạn nhẹ thành nặng, xui nó cho xui thêm. Hiểu hiểu chỗ này không? Cái người phóng sanh thì thực sự mà nói là trời che đất chở, loài vật cảm ơn, chư Phật quan hỷ. Thấy vậy xong rồi cuối cùng cái ông thầy giác ông lấy cái cây và ông đè lên cái đầu nó đó, mà nó mạnh kinh khủng luôn. Khi mà nó dùng lên một cái, ông phải đè hỷ, ông đè mạnh xuống rồi ông Nhật Đạo ông cái cầm cái đầu xong ông bỏ một chập thiệt lâu, ông cũng đuối tay quá rồi, ông mà thả ra ông sợ nó cắn. Cái ông giác chạy lên cầm cái lồng xuống, bỏ nó vô lồng, chẳng nhàng kêu để cho nó tu với đại chúng một thời, rồi chủ nhật hôm nay mang lên đây gặp nó nghe thời thuyết pháp. Thì cuối cùng họ biết mình mang lên đây rồi, chuẩn bị mang đi rồi, sao không biết cái lỗ nó chưa bằng ngón tay cái vậy, mà con rắn to hơn nửa cầm tay vậy mà sao nó chui ra được không biết. Nó chui ra được, cái mấy thầy đi tụng kinh xong đi ra thấy nó chui ra mất tiêu. Ông thầy giáo ông kêu hên quá cho nó chui vô chánh điện, cái mắt chạy cho chết luôn. Trời ơi, mình đi ngang qua mình không sợ, bây giờ không thấy. Đi nhìn nó một cái cách 5 mét mà trời ơi, thấy ông nằm một đống hết hồn luôn. Quá cỡ rồi, ông mà đớp một cái là thôi khỏi nó luôn. Cho nên thành ra là người mà có công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức ăn chay, công đức tụng kinh, công đức trì chú, công đức niệm Quan Âm, nó bảo bọc thân tâm tánh mạng mình an toàn lắm. Cái này bảo bọc mới là an toàn, đúng không? Chứ nếu mà có tiền bạc tỷ nó cắn cái mang lên nhà thương, tiền không bằng công đức này, cuối cùng cũng chết. Hoặc giả bị gặp nạn cái là gì? Tiền chữa không được. Vậy mà suốt đời và cả cuộc đời cứ đi tìm tiền, tranh giành đủ trò đủ chuyện để tranh giành, lừa gạt hơn thua phải trái không thể tưởng tượng luôn. Nhiều người Phật tử lên đây nghe pháp, chúng tôi không dám nói tên, mà nghe kể kinh khủng hơn cái người không tu, không lên trên chùa nghe pháp. Đúng thì họ này họ mượn đạo để mà họ làm cái chuyện sằng bậy kinh khủng thiệt. Nói ra họ nghe họ sợ, họ buồn, họ không nhận cái lỗi đó là của họ, mà người bên ngoài thấy rõ ràng như vậy mà họ không nhận được. Đúng là cái tầng, cái lớp tầng dày vô minh quá sâu dày, quá sâu dày. Không niệm Phật làm sao mà thấy mình như vậy. Thôi, này ngưng ha. 11 giờ 10 phút rồi, coi như là 3 tiếng đồng hồ. Nãy giờ có mệt không ạ? Về có xài cái quạt không ạ? Trời, hôm bữa phía bên vai này không biết nằm sao nó cấn sao mà nó đau quá trời, nó đau luôn. Không phải cũng bỗng không đâu, chắc hồi trước cũng ăn thịt hay sao á. Hồi trước chưa đi tu ăn thịt dữ lắm. Cái nó đau quá, chừng nghiêng cái đầu vậy nghiêng cũng không nổi luôn. Nằm xuống cũng nằm nhẹ, giống như là cái người mà tàn tật vậy. Nó đau quá chừng cứ A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đập 2 ngày cái nó hết. Hay thiệt, không uống thuốc gì. Hôm bữa cũng dường cho hòa thượng nói: "Chà, cái quạt có chú Đại Bi này hay dữ lắm á nha. Tôi tin chú Đại Bi dữ lắm." Chà, nước có uống không? Uống hết rồi quăng hả? Uống hết rồi quăng hay là chế thêm vô? Rồi chế thêm vô rồi để gì ăn cơm xong rồi uống tiếp ha. Cố gắng rửa đi thời gian cái nó thành hoa hậu á. Ông Nhật Minh, ông thầy Nhật Minh ông nó mắc cười quá. Ông kêu con nghe sư phụ nói xong con lấy một chai để bàn Phật con tắm luôn cho nó sướng. Ông này ông nhiều cái sáng kế hay thiệt đó kìa. Mình chưa nghĩ đến cái chuyện tắm đâu. Ông nghĩ đến chuyện tắm rồi. Ông này ông tham ghê sợ. Không tham cái này được, tham cho nó khỏe. Với hai nữa có một số cái Phật tử họ tu cái thứ hai, thứ tư, thứ sáu họ tu chung với đại chúng trực tiếp cho nó online, cái rồi họ bị gián đoạn, họ cứ năn nỉ miết, cho nên hôm nay cái trang web Vô Lượng Thọ một tuần nay cắt để cho mấy thầy dạy đệ tử quy á là dạy không, cho nên thành ra bắt đầu thứ hai á là mấy thầy sẽ quay phim xong rồi để lên trang web Vô Lượng Thọ quý vị coi lại, rồi quý thầy sẽ mở một trang web đệ tử quy riêng á là phát trực tiếp thứ hai, thứ tư, thứ sáu, sang năm cũng tiếp tục dạy như vậy. Cho nên một số Phật tử họ thích tu ban đêm á, bị gián đoạn cái việc phát đệ tử quy. Nhiều người họ xin như vậy, cho nên chúng tôi thông báo những người nghe trực tiếp hoặc giả quý Phật tử á, hoan hỷ cho chắc cũng làm nhanh thôi. Cái trang web đệ tử quy cũng nhanh thôi.
Mà thứ hai tuần sau quý thầy quay phim sẽ để lên trên trong web, trên cái mục quý thầy dạy đệ tử quy ha. Thôi giờ quý vị đứng dậy để hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này ở hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, Di Đà Phật, hôm nay tại phòng hộ niệm tiễn đưa một vị tỳ kheo thường trụ tỉnh Thất Quan Âm. Hôm nay nhẫn nhàng cùng quý thầy lên để làm lễ nhập liệm tiễn đưa thầy vào trong áo quan. Thì trước nhất nhẫn nhàng thực sự rất ghi nhận tấm lòng của quý thầy trong ban trợ niệm, cũng như là quý Phật tử 100 vị trong ban trợ niệm. Hôm nay mình làm một cái công việc, đó là niệm Phật để đưa người về với Phật. Quý vị thích làm việc này không ạ? Cái việc niệm Phật để đưa người về với Phật á, đây là sự thật. Có rất nhiều người không có tin chuyện này. Làm gì mà niệm Phật đưa người về với Phật? Tuy nhiên cái đạo lý này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như là chư tổ, lịch đại tổ sư 13 vị tổ, nhất là tổ sư Ấn Quang, Ngài khai thị rằng là người lúc lâm chung được thân bằng quyến thuộc cũng như là được ban trợ niệm mà tiễn đưa về với Phật á, thì người này đã có căn lành và có nhân duyên sâu dày nhiều đời với pháp môn niệm Phật. Cũng như hôm nay quý thầy, quý chú, quý Phật tử mà không có nhân duyên pháp môn tịnh độ đó thì đâu có mặt ở đây, đúng không ạ? Cũng vậy, nếu mình không có nhân duyên với Đức Phật Di Đà và không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình không được về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Mà mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Phật A Di Đà thì mình sẽ được về Tây Phương Cực Lạc, giống như là mình được về tỉnh Thất Quan Âm ở Đà Lạt Đức Trọng, đúng không ạ? Cái này gọi là cái đạo lý mà gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm mình tưởng, mình nhớ đến tỉnh Thất Quan Âm, và tỉnh Thất Quan Âm tu pháp môn tịnh độ cho nên mình về đây, đúng không ạ? Đạo lý này là chắc chắn không ai chối cãi được ạ. Rồi mình biết trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ có nói cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp, hiện Ngài đang thuyết pháp bên đó. Mình tin hết lòng tin ưa phát Bồ Đề tâm niệm Phật thì trước sau gì mình cũng về Tây Phương Cực Lạc, giống như là mình được về tỉnh Thất Quan Âm hiện giờ vậy đó. Cái này là đạo lý tâm tưởng sự thành, nhất thiết duy tâm tạo, không có ai chối cãi được. Nhưng mà đều có những người họ không tu pháp môn tịnh độ, họ hay bài xích, bài bác cảnh Tây Phương Cực Lạc làm gì có. Tất cả các cảnh đều là Phật cảnh. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Mình là Phật A Di Đà rồi, cần gì niệm Phật. Cái này thì họ nói lý tức Phật thì đúng, nhưng mà họ cũng chưa ngộ tức tâm là Phật nữa. Họ chưa ngộ được mình có Phật tánh. Họ nói thôi chứ họ chưa sống được với Phật tánh đó. Dẫu cho sống với Phật tánh đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đó là lý tức Phật thôi, tương tự tức Phật thôi, chứ không phải là cứu cánh tức Phật. Mà cứu cánh tức Phật là người này đã đoạn diệt được kiến tư phiền não trần sa hoặc vô minh hoặc, và người này đã đạt được cảnh giới là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, phước đức đã viên mãn thì mới gọi là cứu cánh Phật, gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này thì diệu dụng của một vị Phật đó thì bất khả tư nghì, thọ dụng của các vị Phật đó cũng bất khả tư nghì, tuổi thọ cũng bất khả tư nghì, thần thông cũng bất khả tư nghì, đi các nước trên toàn pháp giới là không chướng ngại.
Còn bây giờ mình đi qua Mỹ không có máy bay là mình chướng ngại đúng không? Là mình sống với vọng tưởng điên đảo, chưa có sống với tánh đức, cho nên bị chướng ngại. Dụ dụ mình cách xa với Phật một trời một vực, tuy rằng thể tánh thì bằng với Phật. Cho nên thành ra bây giờ mình phải tu đức, tức là mình phải niệm Phật, lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, mình niệm để cho mình phục hồi lại được cái tánh đức này. Cho nên thành ra trong thời gian chờ đợi quý thầy tắm rửa thầy để đưa ra đây, thì thầy có vài lời để mà sắp tắm ban hộ niệm. Cái nhân mà mình hộ niệm cho người khác là một cái nhân bất khả tư nghì, chư Phật tán thán vậy đó. Cho nên thành ra 100 vị trong ban hộ niệm là người này giác nhàn nghĩ rằng chắc là Phật A Di Đà sai họ làm. Nếu mà Phật A Di Đà không gia trì cho 100 người này thì họ làm không nổi đâu. 1-2 giờ khuya thường giác nhàn mở ra xem trực tiếp ở đây là thấy họ vẫn niệm Phật tốt. Có nhiều người người ta thức một đêm người ta chịu không nổi, 2 đêm là người ta chịu hết nổi rồi. Sao mà suốt bao nhiêu năm nay mà quý vị vẫn niệm Phật được, thì phải có Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp âm thầm gia trì thôi, chứ không có làm sao làm được, phải không quý vị? Cho nên quý vị ở nhà thì hỏi làm sao mà làm được, khó khăn vô cùng. Cho nên cái việc mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á, rất cần cái người trợ niệm, cũng như dũng sĩ giàu cho sức khỏe mạnh gì đi nữa, leo lên núi nhưng mà leo lên nửa chừng mệt quá rồi, phải có người phụ đằng sau đẩy, bên trái xốc nách, bên phải xốc nách dìu đi. Thì ông Tổ nói là đây là trợ niệm, là người đằng sau đẩy, bên hông xốc nách, bên phải xốc nách để dìu đi, gọi là trợ giúp cho họ, phải không ạ? Còn không dũng sĩ khỏe cỡ nào leo lên núi cao nửa chừng cũng chừng bước chịu không nổi. Còn nếu không có người hộ niệm, giống như là mình bị xô xuống giếng rồi mà lấy đá quăng xuống nữa, có nghĩa là không được hộ niệm là ở tại nhà mà làm mất chánh niệm khóc lóc nữa, thì hỏi làm sao người đó vãng sanh được. Có gia đình nào mà cầm được nước mắt khi thân bằng mình ra đi, khó lắm. Nếu không đọc được văn sao Ấn Tổ thường xuyên để biết cái việc ra đi trợ niệm là tuyển đưa người về với Phật, cái gia đình đó mà không đọc văn sao thường xuyên nghe người nhắc nhở đến cái việc hộ niệm thì ai cũng khóc phá chánh niệm. Phá chánh niệm là khóc lóc rồi buồn phiền rồi gây trở ngại bằng cách tắm rửa sớm, thay quần áo, dời động thì giống như mình xô họ xuống giếng rồi, còn hè nhau quăng đá xuống nữa. Quý vị thấy nguy hiểm không ạ? Mình xô người ta xuống giếng rồi mà còn quăng đá nữa, làm cho người ta mất chánh niệm rồi mà còn dời động nữa thì y như là xô xuống giếng mà lại quăng đá. Cho nên giác nhàn khuyên các vị liên hữu có mặt ở đây cũng như là được nghe cái đoạn video này đó, sắp xếp cho mình một cái việc chuẩn bị ra đi. Chưa biết khi nào ra đi, 5-3 tuổi không chừng, 20-30 tuổi không chừng, 70-80 tuổi không chừng, 100 tuổi không chừng. Sanh thì có ngày giờ rồi đó, chết thì mình chưa biết ngày giờ, cái chuyện này quan trọng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói rằng là những người ở trong này giàu cho tài ba giỏi vắng, giàu cho quan quyền vua chúa, giàu cho là tỷ phú, giàu có gì đi nữa, ít có ai để tâm đến cái chuyện mình chết đi đâu, đúng không? Ít có ai để tâm chuyện này lắm. Chỉ có Phật Bồ Tát chư Tổ mới nói là tha sanh tử sự đại. Sanh thì đã biết ngày giờ rồi mà tử thì chưa biết ngày giờ, đây là cái chuyện lớn. Thì thôi, chưa biết ngày giờ thì về tỉnh Tháp Quan Âm mình niệm Phật. Nếu mình không biết ngày giờ thì lúc lâm chung được quý thầy rồi trong ban trợ niệm tiễn đưa mình về thì chắc chắn là không vào ba đường ác rồi đó, yên tâm, phải không ạ? Đó. Hôm nay thầy thì cũng không có thời gian nhiều, thực sự không có thời gian, cũng không phải làm lụng gì nhiều mà ở dưới đó niệm Phật. Thời gian của thầy là bữa nay dành để niệm Phật nhiều hơn, ít có đi đâu làm gì cả. Nhưng hôm nay cái tình pháp lữ thảy ra đi, giác nhàn tập trung quý thầy với quý Phật tử đến để mà
có vài lời để tiễn thầy vào trong cái áo quan. Quý vị có ai không mặc cái áo này không? Có ai cần không thầy cho trước? Người ta nói một câu là cái gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tính đủ thứ hết trơn, được thì mừng, mất thì khóc thì buồn. Nhưng mà nhìn lại mình chuẩn bị vô quan tài thì còn có gì mà buồn nữa không? Chuẩn bị vô quan tài rồi. Ấn Độ nói ngày hôm nay là ngày cuối rồi, chuẩn bị vô quan tài rồi. Thì nếu niệm Phật không đắc lực cũng phải đắc lực. Chuẩn bị vô quan tài rồi còn gì nữa? Phải không? Không phải mình tưởng mình chết rồi mình thất vọng, rồi mình ê chề chán chường, không muốn làm gì, không muốn tu, không phải vậy. Mà tưởng mình chuẩn bị chết đó để làm gì? Để mình buông xuống vạn duyên, để mình niệm câu Phật hiệu, để mình về Tây Phương mình sống lâu hơn. Hiểu không? Chứ cái người ở cõi này mà thấy mình không có chết, mình kêu mình đang còn sống và không nghĩ đến chết, thì người này lao tâm khổ trí, mệt mỏi tính toán, thì người này phải chết sớm. Thế Ấn Tổ ngài nói ngày nào ngài cũng kêu là ngày cuối, và ngài kêu ngài chuẩn bị chết, và cuối cùng ngài sống đến 80 tuổi bằng với tuổi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nhập diệt, đúng không? Đó, còn mình thì gì? Không nghĩ đến chết, cứ nghĩ là mình sẽ sống, rồi bệnh một cái mình phải làm sao cho có thuốc có men để mình sống, mà cuối cùng lại chết. Cái đạo lý nó lạ kỳ cái chỗ này. Không ai dám nghĩ rằng là ngày này ngày cuối hết để buông vạn duyên tu, mà cứ nghĩ ngày này hôm nay là ngày tiếp tục, đến ngày mai, đến ngày mốt, đến bữa kia, đến tháng nọ, đến năm nọ. Thì quý vị cứ bươn chải cuộc sống hoài, không tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sanh, thì quý vị phải chết sớm. Mà chết đó là đau khổ, chưa chuẩn bị đàng hoàng mà. Không chuẩn bị đàng hoàng mà cái người ta nói ngày hôm nay là ngày cuối, không còn nữa, thì họ chuẩn bị rất tươm tất. Phải không? Đó, cho nên ban hộ niệm là ngày nào cũng ở trong phòng hộ niệm, là làm phải nghĩ gì? Ngày nào mình cũng chuẩn bị ra đi vô phòng hộ niệm rồi mà. Chứ đừng có nói vô phòng hộ niệm chỉ niệm cho mấy người vô phòng đặc biệt với chuẩn bị ra đi. Niệm cho mình á, mình chuẩn bị ra đi á. Hiểu chỗ này không? Có ai vô phòng hộ niệm mà nói là chuẩn bị mình ra đi không? Có, nhưng mà cũng kêu thôi đi chút nữa đi ăn, chút nữa tính chuyện khác, chứ chưa tính quyết định toàn tâm là để đi. Biết ngay mà. Cái người họ muốn đi là họ toàn tâm là muốn đi, không còn cái tâm nào khác. Còn mấy bà đi vô hộ niệm nói tôi cũng muốn đi lắm mà không biết ở dưới nhà làm sao giờ đây nữa, con cái nó làm sao đây nữa, rồi tiền để ngân hàng rồi vài bữa làm sao đây nữa. Vậy là chưa tính để đi. Tính cho người ta đi không mà không tính cho mình đi. Coi lại đi. Rồi đi đâu? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Về tỉnh Thất Quan Âm đi, vô phòng hộ niệm đi. Vô phòng hộ niệm là mình phải thấy là mình hộ niệm cho người khác, cũng chính là hộ niệm cho mình để đi. Phải nghĩ chỗ này. Chứ nhiều người kêu tôi hộ niệm cho họ, sao họ lâu đi quá. Mà khi thấy hộ niệm cho họ, họ lâu đi quá rồi mình chán. Phải không ạ? Rồi thấy sao mình lâu đi quá cũng chán. Cái tâm con người ở cõi này là cái tâm chán, tức là thối chuyển dữ lắm. Bữa nay bao nhiêu người trong ban hộ niệm, 100 người cứ 1 ca 20 vô đây là gì? Tôi chuẩn bị đi. Không à? Cho nên cái nghiệp vô minh si dại của mình là đang sống chưa bệnh, mình không muốn đi đâu. Chừng nào bệnh mà duy trì cái thân này không được á, kéo níu cái thân này không được rồi, bắt đầu mình muốn đi. Lúc đó không đủ sức để đi nữa. Đang còn khỏe là muốn đi đi. Mà lạ, cái người muốn đi về Tây Phương Cực Lạc, người ta lại có cái phước báu nguyện vãng sanh, người ta lại sống thọ đi. Chỗ này mới là cái chỗ đặc biệt của cái người niệm Phật vãng sanh. Bây giờ hiểu chỗ này không ạ? Cho nên lúc năm 2016 thầy qua thì đưa cái máy cho Hòa Thượng Tịnh Không coi, trực tiếp đang hộ niệm. Hòa Thượng nói hỉnh hào là tốt lắm. Thấy không? Nhớ ngàn bữa nay mình vô hộ niệm cho mọi người là hộ niệm cho mình nữa nha. Rồi thôi thỉnh thầy ra. Kính bạch Chư Tôn Đức Tịnh Ni, kính thưa toàn thể quý thầy
trong ban trợ niệm, cũng như quý chú và quý Phật tử trong ban trợ niệm, và toàn thể quý Phật tử về đây cộng tu, cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Thầy được nghe quý thầy báo lại là Đại Đức đã lên bệnh viện. Thường tỉnh thất của mình khi mà bệnh vẫn đưa bệnh viện, chứ đừng có nghe người khác nói rằng là bệnh bắt vô phòng hộ niệm không cho đi bệnh viện là không có đúng. Thầy, quý Phật tử cũng như bản thân Giác Nhàn, đau bệnh vẫn là bệnh viện. Chừng nào bác sĩ nói chữa không được thì bắt đầu mới về phòng hộ niệm, dùng cái pháp phổ trị. A Già Đà dịch là phổ trị. Nếu mà thân này thọ mạng hết, không trị được, không chữa được, thì thuốc A Già Đà này đặc trị về tâm bệnh. Tâm bệnh tức là tiêu trừ phiền não, khôi phục lại cái bản tánh, tánh đức của mình, cái bản giác của mình, để mình đi về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà sống bên đó. Cho nên Ấn Tổ nói người đời sống chỉ biết ăn uống trai gái, làm lụng, lấy cái thân này giống như thay đi thịt chạy, không có cái tâm hướng thượng để về cõi lành. Cứ nghĩ cõi này là trăm năm là dài, rồi chết mục nát cùng cỏ cây, tâm thức phải bị đọa lạc. Riêng thầy buôn vạn duyên về đây mặc áo nâu sòng, phát tâm xuất gia, thọ tỳ kheo, niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên Phật lực gia trì lên trên bệnh viện, rồi cái là hôm trước đưa thầy về, tới đây là hôm sau thầy ra đi. Chứ không thầy mất cho bệnh viện thì đâu có được một cái duyên lành. Rồi nhiều người sẽ nói sao mà thầy ở trong cái pháp hội có phòng hộ niệm mà lại không được về tại phòng hộ niệm, mất mà mất ở trên Đà Lạt. Đây là một cái duyên lành rất là thù thắng. Cho nên hôm nay Giác Nhàn lên đây, thứ nhất là tiễn đưa thầy vào trong áo quan, đó là tình pháp lữ với nhau. Thứ hai nói đến cái việc để mà lâm chung tiếp dẫn, cái quan trọng nhất là ban hộ niệm. Ấn Tổ ví dụ giống như người trèo núi thì phải có người ở đằng sau đẩy, hai bên hông xốc nách để dìu người ta đi, gọi là trợ niệm, trợ sức cho người đó đi. Còn cái lúc người ta ra đi, thân tâm người ta mệt mỏi, nghiệp chướng bao vây, phải cần có người tiếp sức trợ niệm cho họ. Giống như dũng sĩ leo núi cần phải có người để mà trợ sức đi. Nhưng mà khi ở nhà mình là không có người để hộ niệm, bởi vì ở nhà mình không có niệm Phật quen á, rồi khóc lóc dời động, rồi tính toán đủ thứ trước mặt họ. Cho nên Ấn Tổ ví dụ giống như là mình xô người ta xuống giếng, còn hè nhau quăng đá xuống cho người ta chết. Cho nên quý vị ở nhà mà gia đình không biết trợ niệm thì đây là chuyện nguy hại lớn vô cùng. Mà có ban trợ niệm rồi nhưng mà mình không có quyết tâm tu để buông vạn duyên, để muốn liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái người trợ đó cũng không hữu ích lắm. Là bởi vì là tự thân mình không muốn về, tự thân mình không muốn trèo núi thì người ta ôm quăng lên núi nó cũng rớt xuống. Tự thân của mình muốn trèo núi thì có người hỗ trợ cho mình trèo. Tự lực mình muốn niệm Phật vãng sanh, có người khác hỗ trợ nữa thì rất nhanh. Đây là hai cái điều quan trọng, là tự mình muốn vãng sanh, cần người khác trợ niệm và khai thị. Cái điều thứ ba đó là Phật lực gia trì, lâm chung tam đại yếu. Cho nên hôm nay gia đình hết sức là hoan hỷ khi có một người cha phát Bồ Đề tâm dũng mãnh lên đây tu hành. Có chư tăng Phật tử đông đủ như vậy, lúc mất mà ở nhà thì cái hoàn cảnh này rất là khó có, đúng không? Chứ gia đình không có khóc lóc, không có buồn phiền, không có than phiền. Đặc biệt chư tăng ở đây thì Giác Nhàn từ khi bắt đầu vào, nhận vào, Giác Nhàn nhận vào thì lo hết y áo, rồi cuộc sống ăn uống, bệnh hoạn, sinh hoạt, cho đến lúc lâm chung gia đình không phải bỏ ra một khoản tiền, gia đình và tình thất cũng không có đòi một khoản tiền nào hết.
Chỉ có tùy hỷ mình có để mình phát tâm, mình cúng dường, phóng sanh, in kinh hoặc là trai tăng tùy theo khả năng mình. Không có thôi cũng không sao. Cái này không phải là thầy khoe khoang, nhưng mà cái này là cái quy chế của hộ niệm từ ngày Lý Bỉnh Nam Ấn Tổ cũng nói như vậy. Bởi vì mình có một cái giá cả, với hai nữa mình đòi hỏi người khác, dầu cho là quý thầy, dầu cho là Phật tử đi nữa, thì cái đồng tiền đó nó không có bằng cái công đức tiễn đưa người đó về cực lạc và làm cho họ, những người sống còn tính tâm với pháp môn niệm Phật. Mà thường người đời người ta thấy cái gì tốn kém là họ mất tính tâm ngay. Cho nên riêng cái vấn đề hộ niệm tại tỉnh Thất Quan Âm, các thầy không được nhận tiền riêng. Còn những người mà họ tùy hỷ thấy ban hộ niệm cũng như tỉnh Thất Quan Âm chi phí, họ họ có khả năng cúng bao nhiêu đó mình nhận và sung vào cái quỹ chung cho đại chúng. Đó là cái quy chế như vậy. Quý thầy như là đại đức này cũng như là các Phật tử cũng thế thôi. Đó là cái quy chế của chư tổ đặt ra, mình không thể phá lệ điều này được. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn lên đây cùng chư Tăng và chư Ni và quý Phật tử tiễn đưa thầy vào trong áo quan. Thì một người ra đi ở ngoài thế gian á, họ thương nhưng mà họ tiếc, rồi họ khóc lóc, họ buồn phiền, họ dính mắc, họ mê nhiễm. Còn một người ra đi tại tỉnh Thất Quan Âm, quý thầy rất là thương tiếc, rất là quý kính. Chứ không phải con người không thương như gỗ đá, nhưng mà không có bị mê chấp, không có bị mê nhiễm, không có bị khổ đau. Phật Bồ Tát thương chúng sanh gấp trăm triệu lần cha mẹ thương con, nhưng mà Phật Bồ Tát không khổ đau. Bởi vì Ngài lấy cái tâm bình đẳng, cái tâm không ái nhiễm, Ngài thương. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, Ngài thương. Còn mình lấy cái tâm và ích kỷ mình thương, cho nên mình có khổ đau, đúng không? Chư Tăng cũng vậy, rất là thương tiếc nhưng mà không khổ đau. Khổ đau đó là cái sự dính mắc để mình làm họ huệ lụy và làm họ không có được tái sanh hoặc là vãng sanh. Cái tội này lớn lắm. Vì vậy cho nên là cái việc mà hộ niệm, quý vị phải nghe những vị thầy khai thị và thường xuyên đi hộ niệm và thường xuyên nghe những người nhắc nhở về hộ niệm, thì cái si mê của mình nó lột từ từ ra. Lúc đó mình mới biết để trợ niệm như thế nào là đúng và thương người ra đi như thế nào là đúng. Ở thế gian họ thương, họ khóc lóc, họ xây cái mồ cho thiệt lớn, rồi họ mời nhiều người tới ăn uống, họ đãi đằng thịt thà để họ tỏ ra cái vẻ tình thương cho mọi người biết. Ấn Tổ nói tình thương là tình thương giả mạo, bên ngoài thế tục không quan trọng, gây hại. Còn tình thương mà chân thật niệm Phật cho họ, hoan hỷ làm tất cả những phước báu. Ví dụ như mình không có tiền thì mình ăn chay trường, hoặc ăn chay 49 ngày, hoặc ăn chay 100 ngày, hoặc 1 năm. Gia đình hiểu không? Đó là mình thương. Chứ còn mình lên mình thăm chút xíu rồi về mình vẫn gây những tội lỗi, làm cho cái tội đó cha mình cũng ảnh hưởng. Thứ hai nữa mình cũng ăn thịt, ăn thà, giết hại chúng sanh thì gia đình mình ảnh hưởng hết. Thì không phải là thương, dầu cho mình xây cái mồ lớn thì cái đó cũng vô nghĩa. Cho nên cái đạo lý mà mái chèo lâm chung của Ấn Tổ nói rất là xác thực, hay. Thì gia đình nhiều lúc không có lên trên này, không có hiểu, hôm nay lên nhân cái tiện này. Đó là cái biểu pháp mà khi thầy tu rồi, khi thầy mất thì gia đình lên đây. Chứ nếu mà thầy không tu, thầy ở nhà, thầy mất thì gia đình đâu lên đây nghe những đạo lý này, đúng không? Nên hôm nay thì Giác Nhàn rất là hoan hỷ khi nhìn thầy với vẻ mặt không có quyến luyến. Người quyến luyến đó họ hả họng, họ trợn mắt, mặt mày họ nhìn khê ghê gốm, ghê tổm lắm. Do bình thời họ bị dướng mắt quá đi. Lúc lâm chung họ hiện tướng, cho nên Ấn Tổ nói bình thường thì giấu được hết. Trong mình nó có tham sân si ác độc, giết người, cướp của, giấu được hết trong đó. Nhưng lúc lâm chung không giấu được. Bây giờ đó, mỗi người có mỗi cảnh, mỗi nghiệp báo, giấu được hết, nằm trong đó, không nói đâu ai biết, đúng không ạ? Nhưng khi mất không nói mà nó lộ ra vẻ bên ngoài, lộ vẻ, khi mất không thể nào giấu được hết, hiện trên gương mặt rõ ràng luôn. Cho những người mà khi mất mà gương mặt họ hoan hỷ, giống như người còn sống, mỉm cười, mắt nhắm, nhẹ nhàng ra đi, thì người này không dính mắt, người này là về cảnh lành chắc chắn, phải không ạ? Thì thôi, Giác Nhàn chỉ nói vài lời như vậy, rồi với thầy kiểm tra thổi tướng một chút xíu ha. Xong rồi thỉnh thầy vào trong áo quan. Đi vượt mà thân thể tay chân mềm mại, thực sự mà nói thì
có nhiều người để càng lâu càng cứng. Cái gì thấy thầy hoan hỷ mềm mại không ạ? Rồi những người mà niệm Phật khi ra đi để 24 tiếng không có hôi, mà người mà đắc lực niệm Phật nữa thì mùi thơm khắp cả nhà mấy ngày luôn. Cho nên thành ra đây là một cái pháp duyên mà thầy đã để lại một cái biểu pháp, nhất là con cái hoan hỷ, tay chân mềm mại, thoại tướng đẹp, không uổng phí một đời tu và không uổng phí một đời người. Một đời người mình nếu mà không có niệm Phật thì sanh ra làm con người uổng phí lắm. Vì sao vậy? Vì không niệm Phật thì phải niệm tham sân si phiền não, rồi chết giống như cỏ cây mục nát, rồi thân thì như cỏ cây mục nát, tâm thì bị đọa lạc, thiệt là đáng thương. Riêng thầy giờ đây giác nhàn mới nhìn mới nhớ, thầy hay ngồi ghi sớ cầu an, cầu siêu, rồi thâu tiền cho Tam Bảo. Cái công này cũng lớn lắm à. Được, bây giờ thỉnh thầy vào bên trong. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thầy có đề vài điều dặn dò. Thứ nhất, về cả gia đình phát tâm ăn chay ít nhất là 49 ngày ăn chay trường luôn. Dạ. Đừng có giết con gì trong nhà. Dạ. Có tiền mình mua mấy con súc sanh, con thú như con cá, con tôm, con cua đi thả nó đi để hồi hướng cho cha mình, cho thầy ha. Dạ. Đó là công đức thù thắng. Mỗi đêm tụng kinh Di Đà nó ngắn gọn á, dạ, trì chú đại bi rồi niệm Phật để hồi hướng. Nhất là trong vòng 3 năm á, là cố gắng đừng có kình cãi gì hết. Trong mang tang 3 năm á, đừng có kình cãi, rồi kình lộn, rồi bực tức, rồi sân hận, rồi gây tạo nghiệp ác á. Thì cha mình cũng buồn dữ lắm, biết không? Ừ. Nên ra trong gia đình cố gắng về để ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, tụng kinh nha. Rồi, thì trong thời gian bữa nay thứ 3, cố gắng rảnh cái là vô niệm Phật, chứ đừng ở bên ngoài. Niệm cho quen, không quen đi theo mấy người trong này đó. Thì trong cái co thứ 3, thứ 4, thứ 5 đưa ông cụ vô đài hỏa táng rồi. Đưa thầy vô đài hỏa táng đâu có thấy sắc thân nữa đâu. Giờ rảnh là mình lên mình niệm, chứ không phải là quý ban trợ niệm, niệm không. Mình phải niệm nữa. Liên tục mệt thì ra nghỉ, đói ăn cơm vô niệm tiếp. Giờ trước giờ mình không có quen, nhưng mà mình làm một hai, nay ngày mai nó quen ha. Nên ở lại để mà lo ha. Có tan phát vô cho mọi người đem. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà.
Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại khổ hải lên ra. Quý vị mua tất cả loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, quý vị được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Và giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí, là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đều đủ trí huệ, sáng suốt, thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo ra nghiệp tham sân si từ nơi thân khẩu ý, cho nên phước báu quý vị thì cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thức làm thức ăn cho những người khác. Do quý vị tạo những nghiệp ác, hôm nay quý vị gặp các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy phát Bồ Đề tâm, quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Phụ Tử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần, Biên Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Các Trung Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tỷ Thị Diệu Cực Pháp Thăng Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đản Địch Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Sưng. Khi kế ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm vô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bốn tịnh độ đà la ni. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, cầu vãng sanh tịnh độ chứng đường ngôi bất thối để độ tăng chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm, nên đời này chìm đắm trong mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác, lại về mang thân sông đòi đầy chết thường đau khổ lông vây sừng cơ đỡ được đâu. Lưỡi bày tên bắn máu câu thả mọi tác càng bắt cùng hơi vung độc, lúc đó dù kêu có ai thương hồn còn vẫn quát nấu rang xong đòi muôn vần chết nay ngươi cầm chắc. Cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân văn bảo vệ ngươi kịp hồi đồ quy vọng sông dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật lượng tốt chung tôn, ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa ngạ quỷ. Hôm nay các vị quy y tăng không đọa bằng sanh. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng nghĩ mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối. Nam mô Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy mật lễ A Di Đà Phật. An lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc từ đại bi tiếp dần đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phóng sanh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng vương giai hồi hướng Bồ Nguyện Quang giờ chư chúng sanh không vãng vô lượng quang vô sắc.
chư Phật Nam Thiên Đăng Duy A Giác Minh Liệu Phổ Hiện Tại Chứng Thắng Tiêu Chư Thế Thế Thượng Anh Bồ Tát Đạo Nghiệp Sẵn Tây Phương Tịnh Độ Chung Hoa Ca Kim Phật Hồ Vô Sanh Văn Thới Bồ Tát Quy Bằng Lời Thuyền Di Tự Công Đức Phổ Cảm Mơ Những Tiếng Hà Đạt Chư Chúng Sanh Giai Cộng Thành Bất Đầu Từ Quy Phật Chúng sanh ra thể theo đạo cả Pháp lòng vô thường tự quý Pháp Xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng Tự bi tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng tất cả không ngại Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật Thank you.